cặp vợ chồng chết thảm. Năm 2002, một chàng trai 28 tuổi nửa khuya ra tay giết chết hai đấng sinh thành hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này đang say ngủ thì bị con trói gô lại trên giường. Sau đó y cắt cổ họ, máu văng trây dính tường, rơi dương dãi. Hung thủ ngay đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Hung thủ đã kết hôn, có một con trai. Ngay đêm xảy ra vụ án, cô vợ do hôm trước nổ ra tranh cãi nên giận dỗi bồng con về nhà ba mẹ đẻ. Nhờ vậy mà tránh được ác mộng thảm sát. Xem bề ngoài thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực. Viện kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh, có đủ vật chứng, nhân chứng, tất nhiên phải nghiêm trừng, mau chóng phán quyết. Lần xét xử đầu, án tử hình lập tức được phán ra, nhưng luật sư biện hộ nói: "Phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng" và yêu cầu tiến hành giám định thần kinh để xét xử sau. Thời gian điều tra kéo dài, do kết quả chưa rõ, vì vậy mà án cứ kéo dây dưa, cuối cùng phải hoãn án tử hình lại để 2 năm sau chấp hành. Luật sư của hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa, nhưng bị bác bỏ, xem như tới chung thẩm thì phán quyết xong, án này kết thúc. Kể thì nghe nhanh gọn vậy chứ, thực tế tính ra, án này kéo dài tổng cộng 4 năm. Tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 lần, hồ sơ tư liệu tích lũy dày cộm. Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay gây cãi luôn. Mấy ngày trước khi xảy ra án, cha mẹ cùng vợ hung thủ đã nổ ra xung đột tranh chấp. Sau đó hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, không lo làm việc, khiến họ mất mặt với láng giềng. Điều này đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ. Thế nhưng, nhiều đây có đủ để giải thích cho động cơ giết người của hung thủ chăng? Trên thế giới này, những đứa con được cưng chiều biến thành ngỗ nghịch, nảy sinh tranh chấp cùng gia đình liệu có bao nhiêu? Vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Trong hồ sơ, tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm. Hung thủ thành thực khai báo như vậy: "Tôi muốn giết họ từ lâu rồi, vì họ rất vô dụng. Bảo cho tôi tiền mua nhà mà họ cũng không chịu, thế thì giết quách để làm chi? Tôi thảo kế hoạch từ mấy tháng trước lận, vì họ là cha mẹ nên tôi cũng không muốn để họ chết quá đau đớn. Đầu tiên tôi nghĩ mình nên cho họ uống thuốc rầy, nhưng đi mới nửa đường, chưa ra tới tiệm thì tôi quay về, vì nghĩ thuốc rầy sẽ thiêu đốt ruột gan. Sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nước chơi rồi dìm chết họ, nhưng tôi lại không thực hiện. Cuối cùng nghĩ tới suy lui, tôi thấy chỉ còn cách cắt cổ là hay nhất, không quá đau đớn lại mau chết." Khi tôi đọc xong đoạn khẩu cung này rồi thì kinh hãi đến lạnh xương sống. Giết cha mẹ mà hắn bày tỏ điềm nhiên như thể giết gà vịt. Điều tra tỉ mỉ xong, tôi càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này. Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một lò giết gà. Họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát. Lúc tôi ra chợ điều tra, do chủ hàng gà bị giết, người ta cho là cửa hàng này bị xui, làm ăn không may, nên ai cũng bỏ đi không thèm thuê. Căn cứ theo lời những người ở cạnh bên thuật lại, thì hai vợ chồng nạn nhân khi hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép. Sau đó họ kẹp chặt đầu gà, dùng dao cắt cổ nó. Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất được tiền. Suốt đời họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà là do tổ tiên họ truyền lại. Sở dĩ tôi nhớ kỹ việc này vì đây là vụ án khiến tôi bắt đầu có niềm tin đối với tôn giáo. Lúc mọi phân tích có được giải thích hợp lý,
tôi càng tin sâu luật nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân. Tối đó, hầu như suốt đêm tôi không ngủ. Do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà, nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật. Bởi họ cắt cổ vật như thế nên mới chịu ách nạn bị đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại. Báo ứng này không khiến chúng ta kinh tâm động phách hay sao? Lời người dịch. Dịch tới đây, tôi sực nhớ tới câu chuyện kể của một pháp lữ quê ở Hà Nội. Gần nhà cô có một đôi vợ chồng nọ chuyên sống bằng nghề mổ heo bán thịt, kinh tế rất khá. Họ có đứa con trai độc nhất khoảng 15 tuổi, tính rất hiền. Hôm nọ, thằng bé đi học về, bỗng nó ra tay giết chết song thân và xẻo thịt họ ném lung tung trên nền nhà. Sau đó, nó bỏ đi lên lầu ngủ. Khi công an đến bắt, thằng bé vẫn còn ngái ngủ. Mọi người đều kinh hoàng vì cảnh thảm sát này và không sao giải thích được nguyên do. Xin để quý vị suy ngẫm. Giờ thì mời quý vị xem tiếp câu chuyện khác của viên cảnh sát pháp y. Kết cục bi thảm của giám đốc Triệu. Chúng ta thường quan niệm chết là xấu, là đáng sợ. Nhưng có trường hợp không được chết mới càng khốn khổ thống thiết, là hình phạt nặng nề còn hơn cả cái chết. Đây là một vấn đề hóc búa phát sinh nơi công ty khai thác khoáng sản mà chủ nhân là ông Triệu, người sáng lập ra công ty khai thác than đá tại một tiểu trấn nọ. Công ty không có bảo hiểm an toàn lao động gì, tất cả đều do tư nhân giao du mật thiết với các nhân vật quyền thế mà duy trì kinh doanh. Tất nhiên, ông Triệu có ô dù che chở rất mạnh, nên sau khi xảy ra tai nạn tại hầm mỏ rồi thì địa phương cũng khó điều tra thuận lợi. Vì vậy, họ đành giao cho chúng tôi thụ lý vụ án nơi miền diễn xứ này. Việc mỏ than nổ sập sông hơi độc làm một người chết và hai người bị thương. Thông thường thì các tai nạn xảy ra đều được dàn xếp ổn thỏa theo quy luật ngầm. Chỉ cần người chủ khéo léo xuất tiền bồi thường cho quyến thuộc của công nhân là có thể cho qua. Nhưng xui là đúng vào lúc đó toàn quốc lại có lệnh đại kiểm tra, buộc phải thi hành nghiêm ngặt. Do vậy mà chủ công ty bị bắt. Lúc tôi và một trinh sát viên khác đi tìm ông Triệu để lấy chứng cứ thì nhân viên canh gác bảo tôi: "Ông Triệu do bị tiểu đường nên được đưa vào bệnh viện rồi." Tôi vội chạy đến y viện Bộ Tư pháp để gặp ông Triệu. Thấy ông khoảng hơn 50 tuổi, dốc dáng khôi ngô, âm thanh hào sảng, tính cách thập phần cứng cỏi mạnh mẽ, ngó bộ không dễ dàng hợp tác. Ông ngồi trên giường, tỏ vẻ thờ ơ đối với những vấn đề tôi nêu ra, bộ điệu lạnh nhạt chẳng thèm quan tâm đến. Mãi tới khi tôi sắp đi, ông thẳng thừng tuyên bố: "Chưa tới một tháng là có người bảo lãnh tôi ra khỏi đây rồi." Ông nói không sai. Do ban điều tra bị nhiều nguyên nhân cản trở nên công việc tiến hành không thuận lợi. Cuối cùng án được giải quyết theo kiểu cho ông tại ngoại, chỉ giám sát nơi cư trú thôi. Nhưng chính ngay đêm ông đang vui mừng hớn hở muốn tức khắc hồi phục nhân thân tự do thì bệnh tiểu đường và chứng mật kết sỏi bỗng phát tác nghiêm trọng. Mặc dù Bộ Tư pháp lẫn y viện chẳng hề có ý muốn lưu ông, nhưng chính bệnh tật đã níu kéo và buộc ông phải lưu lại. Từ đó trở đi, ông Triệu không còn rời bệnh viện được nữa. Qua hơn 4 tháng, vụ án này cuối cùng cũng được phán quyết. Ông Triệu bị phạt tù 6 năm. Nhưng ông cũng không thể vào nhà giam bởi sức khỏe càng lúc càng suy, nên hình phạt chỉ có nước chấp hành tại y viện công an mà thôi. Vì lý do công việc, tôi luôn phải đến y viện công an tác nghiệp nên thường gặp ông Triệu. Nhờ có tiền, ông vẫn được ngủ trong phòng đơn sạch sẽ, nhưng cửa sổ có lan can sắt bao ngoài. Mỗi lần gặp mặt, mắt ông mở rất to như chất chứa nhiều tâm sự. Có lần ông hỏi tôi: "Anh tin nhân quả không?" Tôi đáp: "Đương nhiên là có, vì tôi là tín đồ Phật giáo mà." Ông bỗng thở dài không nói gì thêm. Được một dạo, bệnh ông trở nặng phải chuyển viện. Giám ngục lo làm thủ tục cho ông ra ngoài. Rất kỳ lạ là
không những giám ngục lẫn y viện chẳng muốn lưu ông, mà ngay cả Diêm Vương cũng chê, chẳng chịu thu nạp ông. Lúc tôi gặp lại thì ông đã nằm trên giường bệnh gần 8 tháng. Ông cao 1m8, nhưng thể trọng đã nhanh chóng sụt ký dùng dục. Chúng tôi từng gặp mặt trò chuyện, ông đối với tôi càng lúc càng tin tưởng, có lúc còn gửi gắm nhờ tôi làm một số việc. Tôi tuy xuất thân từ ngành y, nhưng chưa thấy ai gầy dữ như ông. Hai mắt hõm sâu vào trong hốc, xương má gồ lên, môi tái nhợt, xương sườn nhô cả ra, nhìn rõ từng chiếc. Lúc ông hít thở, xương nhô lên hạ xuống, nhìn có cảm giác như chỉ cần bị da chạm nhẹ là gãy ngay. Chân và tay ông càng khiến người ta không dám nhìn, ốm tông teo, không còn chút thịt. Do mật kết sạn nên ông phải mổ, vì chứng bệnh tiểu đường nên vết thương cứ dây dưa mãi chẳng lành, còn bị nhiễm trùng, lở loét lây lan ra chung quanh. Nhìn hình dạng ông giống như cái đầu lâu gắn trên bộ xương, đủ để người ta sợ đến tối ngủ còn thấy ác mộng. Tôi điều tra quá trình bệnh của ông, thấy theo lẽ thường, những người bệnh như ông tạng khí suy kiệt, tim cũng chẳng còn sức để duy trì mạch đập là khó sống nổi. Vậy mà ông cứ sống thật dai trong thống khổ, bị hành đau cực cùng mà vẫn không chết. Mặc dù ông thường bày tỏ với tôi, hiện giờ chỉ ước duy nhất một điều là được chết. Nếu mà ông chết được thì xem như rất hạnh phúc. Nhưng phần thưởng này trời cũng hà tiện, không hào phóng tặng cho ông, để ông sống mà mỗi giây mỗi phút đều bị dày dò thống khổ cực độ. Có lần thèm chết quá, ông bỏ ăn uống, nhịn đói suốt mười mấy ngày, thân tâm suy đến cùng tận. Bác sĩ cho rằng ông chắc chắn phải chết không nghi, nhưng ông vẫn cứ sống, không thể nào chết được. Vắng đi một thời gian dài, tôi bận công tác bù đầu nên không đến gặp ông. Thế là một hôm ông nhờ hộ lý gọi điện mời tôi tới. Tối hôm đó, ông thu hết sức tàn, kể cho tôi nghe câu chuyện bí mật của mình bằng âm thanh yếu ớt. Hơn 2 năm trước, lúc tôi vừa bắt đầu khai thác quặng mỏ, do không đủ tiền nên phải nhờ người đi tới ga xe lửa, gạt những kẻ sống lang thang khờ khạo không rành luật pháp, thuê họ xuống hầm làm việc cho tôi. Nhờ vậy tôi không phải trả lương gì, chỉ cần thuê mấy tên bảo vệ trong chừng đám nhân công này là đủ. Khi mà họ tích lũy cho tôi thùng vàng đầu tiên rồi, để che giấu sự thật, tôi cho lấp giếng thang đó lại, bỏ mặc đám nhân công bị nhốt đuối mệt đói khát trong cảnh tối tăm. Cuối cùng bọn họ đều chết ngạt. Việc ông kể về sau được chứng thực. Khi công an đến chỗ đó khai quật, đã mang lên được 20 mấy bộ xương. Tiếp đến, ông Triệu nằm ở y viện gần nửa năm. 6 tháng này, cơ hồ mỗi phút mỗi giây, ông đều trải qua nguy ách cực điểm. Nhưng bất kể xác thân bị hành hạ dày dò đau đớn thế nào, ông vẫn không chết. Toàn bộ gia sản ông đều đổ hết vào phí y viện. Người nhà cuối cùng cũng chẳng thèm đến thăm ông nữa. Mặc dù nguy ách cao độ, ngày đêm ông đau đớn kêu rên không ngừng, âm thanh nghe xé lòng. Do hệ miễn dịch thiếu nghiêm trọng, vết thương trên thân chỗ nào cũng không lành, thấy đều bị nhiễm trùng, lở loét nát rửa. Đến cuối cùng, trên mình ông không còn tìm ra chỗ nào lành lặn, toàn thân lở loét lầy lụa. Sau đó tôi không gặp lại ông. Nghe những y tá chăm sóc ông kể, sau khi ông chết rồi, lúc họ dùng tấm ráp bọc thay ông chuyển đi, thì xương cốt gãy dùng, da thịt bị nát rửa ung mủ, hóa thành một đống bầy nhầy. Trước khi bỏ thay ông vào nhà xác, thì hầu như nó đã biến thành đống xương thịt mục rửa. Chuyện kế tiếp là một vụ án hết sức ly kỳ, phát sinh vào mùa đông năm ngoái. Người có miệng lưỡi độc.
Nửa đêm tôi nhận được lệnh cấp trên là phải tức tốc tới hiện trường làm việc ngay. Số là nơi ngoại thành có một cây cầu lớn, nghe dân chúng báo cáo có người treo cổ chết nơi cầu này. Lúc chúng tôi đến hiện trường, thấy kẻ tự sát là phụ nữ. Qua khám nghiệm có thể thấy quyết tâm tự sát của đương sự rất cao, sợi dây thắt chặt tới nỗi xương cổ bị gãy. Điều tra về thân nhân lý lịch thì biết người chết cư trú gần đây. Chuyện chưa phải là hết, vì còn một cảnh tượng đáng sợ đang chờ chúng tôi. Khi tới nhà đương sự, chúng tôi giật mình vì nhìn thấy thi thể trần truồng của đứa bé chưa đầy một tuổi trên giường. Lúc cảnh sát ập đến, cha đứa nhỏ vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát. Anh còn khóc lóc rên rỉ, hướng cảnh sát trách vợ sùm và kể hết mọi việc. Té ra, sự tình không có gì phức tạp. Ông chồng ra ngoài nhậu nhẹt cùng đám bạn, cô vợ ở nhà một mình chăm con. Sau khi ông chồng quay về, cô vợ khóc lóc gây ầm lên, cứ nhất quyết khẳng định là ông ra ngoài ngoại tình, hẹn hò gian díu với cô X. Ông chồng nghe xong, nổi tức điên lên, liền bỏ đi ra khỏi nhà, tìm bạn nhậu tiếp. Cô vợ ở nhà càng nghĩ càng phẫn nộ, liền gửi cho chồng một tối hậu thư, đại ý như sau: anh hãy về nhà mà trông con, tôi không thể chăm sóc nó được nữa. Nhưng ông chồng đang nhậu say bí tỉ, đâu có tâm trạng mà dòm ngó tới tin nhắn trong điện thoại. Mãi tới khi ông về thì phát hiện thằng bé con đã chòi đạp khiến mình rớt ra và bị chết cóng. Các nhà ở thôn quê vào mùa đông không có lò sưởi nên rất lạnh. Ông chồng đáng thương vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát, một mực hướng công an căm phận trách móc, nói là lỗi tại vợ mình nên thằng bé mới chết cóng. Cho đến khi nghe cảnh sát báo hung tin vợ anh đã treo cổ chết rồi, thì ông chồng không nói được lời nào, ngã lăn ra ngất xỉu. Bởi chút gây cãi dùng giặc mà dẫn đến mất hai mạng người, hạnh phúc gia đình vì đây tan nát. Chúng tôi chỉ biết thở dài. Qua khám nghiệm kỹ càng, án được chứng thực là tự sát, nên vụ việc nhanh chóng kết thúc. Nhưng trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện thêm chi tiết nữa. Chính lão Lưu, chủ tiệm sửa xe trong thôn, mới là nguyên nhân gây ra thảm sát này. Qua phỏng vấn hỏi thăm, chúng tôi được biết ông Lưu tuổi hơn 50, đã ly hôn nhiều năm, hiện đang sống một mình. Bình thường tính ông ưa đặt chuyện thêu dệt, nói thị phi, không có chuyên cớ gì cũng dựng thành to chuyện được. Chính ông đã đâm thọc, đặt điều và nói với cô vợ là chồng cô đang ngoại tình. Hơn nữa, ông còn thêm thắt, miêu tả tỉ mỉ ly kỳ giống như là có thật hẳn hoi. Khi chúng tôi hỏi về chuyện ngoại tình của người chồng mà ông rêu rao, mới biết đây chỉ là tin dịch mà thôi. Rất nhiều cư dân trong thôn phản ảnh, tố cáo, nói là ông Lưu rất ưa thêu dệt, đặt chuyện thị phi, đã có nhiều gia đình vì tin lời của ông mà xảy ra bất hòa, phu thê trở mặt, phụ tử ác cảm, thậm chí dẫn tới đánh lộn gây cãi. Mỗi khi ông Lưu biết được vì mình mà thiên hạ xào xáo, thì tỏ ra rất hớn hở khoái chí. Ông đang ngồi ở quán nhậu với vẻ dương dương tự đắc. Nhưng dẫu sao cũng không thể xử ông, vì không thể ghép hành vi này vào tội danh nào, mặc dù nó gieo ra thảm sự. Cô vợ vì lầm tin lời quan đường của ông mà chuốc phiền treo cổ, nhưng không thể vì vậy mà ghép ông vào tội sát nhân. Bởi thế, chúng tôi chỉ nhắc nhở, cảnh cáo ông thôi. Bất ngờ là chưa đầy một tháng, cảnh sát dùng đó báo cho tôi hay, ông Lưu đã xảy ra chuyện. Vào một đêm nọ, ông Lưu đến nhà bạn bè nhậu say khướt. Sau khi được dìu về tiệm sửa xe của mình rồi, nửa đêm ông bò ra ngoài tìm rượu uống. Ông sờ soạng và vớ được một cái bình, đang mơ màng, ông tu liền một ngụm. Nào dè, đó không phải là rượu bia, mà là bình hóa chất. Loại nước này dùng để sơn động cơ kim loại, độ ấm cực thấp, hãy quét qua rồi thì trong vòng 2 giây là có thể làm đông cứng bất kỳ vật gì. Khi đó, ông Lưu ngã xuống ngất đi,
May là bên cạnh có người kịp thời chở đi cấp cứu. Lúc bác sĩ khám, phát hiện lưỡi ông bị đông cứng như kết băng. Hóa chất này mà bị ngấm, dù ít thì cũng xem như tiêu rồi. Bác sĩ tuyên bố, từ nay chẳng những ông Lưu không nói được, mà kể cả dồn miệng cũng khó bảo toàn. Sau này, xem như ông chỉ có thể ăn uống bằng ống dẫn. Đó là vài câu chuyện về báo ứng mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Theo y học, bất kỳ cái chết nào cũng đều do bệnh tật hoặc tổn thương dẫn đến. Cho dù có chết trong phòng ngủ hay qua đời lúc đang say giấc nồng, cũng đều do có bệnh hoặc những nguyên nhân khác. Tôi là đệ tử Phật, cũng là bác sĩ ngành y. Đối với quan điểm khoa học tôi luôn tôn trọng, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tầm nhìn của khoa học luôn bị giới hạn. Mỗi người chúng ta tất nhiên đều sẽ chết, nhưng thời gian chết và cách chết có thống khổ hay không, quả thực có liên quan đến những gì chúng ta làm và luôn chịu ảnh hưởng của nhân quả. Nếu như tôi không biết Phật Pháp, khi tiến hành công tác điều tra, tôi cũng sẽ nghĩ đơn giản và kết luận chết là do bị tổn thương, bệnh tật hay phạm tội bị hành quyết, vân vân. Nhưng suốt thời gian tiến hành kiểm tra nhiều vụ án mạng, sau khi phân tích tìm hiểu sâu xa rồi, tôi luôn phát hiện chân lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, quả không sai chút nào. Phật Pháp nói, nghiệp lực chúng sanh không thể lường. Rất đúng, có thể dùng câu này để giải thích vấn đề sinh tử trong cuộc sống ngày thường của chúng ta. Thu Vĩnh, ngày 9 tháng 7 năm 2013. Lời người dịch. Chúng ta thấy rõ, lời nói có thể cứu người và có thể giết người. Ông Lưu sử dụng cái lưỡi của mình để dệt theo, đặt chuyện, lấy đây làm thú tiêu khiển. Không biết làm thế là gieo nhân đại ác, gây họa hại cho bao người trong thôn làng. Nếu cái lưỡi ông còn công năng thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa. Do vậy mà nguyên cái lưỡi và cả vòm miệng ông, bộ phận, cơ quan nào có thể gây họa cho thế nhân đều bị triệt. Hàng ngày xem báo đài, chúng ta thấy đăng tin những thiếu niên lêu lỏng rủ nhau từ lúc đêm khuya lên đứng trên cầu vượt cùng ném đá làm vỡ kính các xe hơi, hoặc ném đá làm vỡ kính đèn tín hiệu ở các trạm hỏa xa, lấy đó làm thú vui tiêu khiển, mà không hề biết đây là những hành vi tự tàn phá phúc báo của mình. Có đôi tay mà không làm ích lợi cho người, lại dùng nó để gieo hại. Việc ném đá làm vỡ kính đôi khi còn gây thương tích trầm trọng cho người. Thêm nữa, chốt đèn hỏa xa mà hư thì không thể phát tín hiệu, dễ gây tai nạn giao thông thảm khốc cho khách qua đường. Vì vậy, chẳng những tự mình khiến phúc lộc quyền bị sạt, mà người tạo ác ngoài việc sinh vào cõi không lành còn có thể chiêu vời quả báo không tay. Bộ phận hay cơ quan nào làm những việc hữu ích cho người sẽ chiêu cảm quả báo tốt đẹp. Ngược lại, nếu chỉ toàn gieo rắc, gieo đến hiểm nguy thì sẽ bị loại. Tùy theo phúc báo của đương sự mà ác báo trổ mau hay chậm, chứ không phải là không có báo. Chỉ vì thiếu hiểu biết, chẳng được giảng dạy về nhân quả do không am tường, nên người ta mới phạm tội. Cho nên, điều cần thiết là giúp người hiểu rõ nhân quả. Khi đã minh bạch lý này, thì không cần có kẻ giám sát, người ta cũng tự động làm những điều có lợi cho mình và tha nhân, tự nguyện dứt ác hành thiện. To tiếng niệm Phật đuổi được oan hồn. Chí tâm niệm được một câu Lục Tự Hồng Danh cũng có thể giải được oán cừu của người khác. Câu chuyện xảy ra vào tháng 4 năm Dân Quốc thứ 46, ở ngay cửa rạp hát Đông Bình ở khu trung tâm. Có một chiếc xe tải lớn vì muốn tránh xe đạp mà tông thẳng vào trong rạp hát Đông Bình, ngã hai cây cột lớn ở hành lang, gây ra tai họa tử thương 6 người. Trong đó có một người bị thương nặng, chết liền, là một bà cụ hơn 60 tuổi. Bà ta mới từ Đài Bắc về đây hôm trước, do vì cãi nhau với đứa con trai mà bỏ nhà ra đi, đến nhà con gái ở Đài Trung đây. Con gái bà ta lại rất hiếu thuận với mẹ, khuyên bà không cần phải về. Đứa con trẻ cũng rất vui tiếp bà ở lâu lại Đài Trung.
Ngày hôm đó khoảng 5 giờ chiều, bà cụ này tắm, xong lại tắm cho đứa cháu gái nhỏ nhất. Sau đó, cậu đứa cháu gái nhỏ đi ra ngoài chơi, đến dưới hành lang và phát đông bình. Tội nghiệp cho bà ta, bị xe đụng vào đầu chết liền. May mà đứa cháu gái đang trọng trên lưng để bình an vô sự. Qua ngày sau, sau khi hỏa táng, lấy tro xương làm lễ vĩnh biệt ở nhà con gái, mời được mấy vị đạo sĩ về làm lễ siêu bạc vong linh. Hôm đó đứa con trai của bà cũng từ Đài Bắc vội vã đến, tay trái cầm gậy, tay phải cầm phướng, đi theo đạo sĩ khóc thút tha thút thít, làm người con hiếu nam. Đang lúc nghi lễ ồn ào, bỗng người con hiếu nam gậy và phướng đang cầm trong tay, một chân còn bên trong cửa, một chân ngoài cửa, đứng ở ra đó không nhúc nhích gì, trong mắt ngay ra hơi nhướng cao, trong miệng thở khò khè, gương mặt xám đen. Lúc đó ở nhà kế bên là vị liên hữu cư sĩ Hà Tùng Vinh, vợ là sư tỷ Hà Trần Nguyệt Nga. Tối đó sư tỷ Nguyệt Nga đang ngồi trên ghế ngay cửa, tay cầm sâu chuỗi niệm Phật, bỗng nhiên nghe ở cửa nhà kế bên có tiếng la lớn, không biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi tiếng chiêng trống hay còn vang, tại sao lập tức biến thành âm thanh hỗn loạn như thế? Sư tỷ Nguyệt Nga vì lòng hiếu kỳ xui khiến, trong tay cầm sâu chuỗi, trong miệng vẫn niệm danh hiệu Phật, đi đến gần xem thử. Vừa nhìn thấy hình dáng của người con hiếu nam như thế, sư tỷ Nguyệt Nga giật mình hoảng sợ không tự chủ được, lớn tiếng la lên: Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật to tiếng như thế liên tục được 2 phút. Sau đó sư tỷ Nguyệt Nga nói: Nói thật tình nghe, lúc đó tôi to tiếng niệm Phật khớp sức như thế, thật tình là do sợ, không nén được mà niệm ra, hoàn toàn không phải là do vì cứu người mà niệm. Nhưng thật không thể nghĩ bàn, người con hiếu nam đang đứng ngay ra đó, nghe được tiếng niệm Phật, sắc đen trên mặt dần dần tan đi, tay chân cũng hoạt động trở lại, trong mắt hết ngây dại, không bao lâu lại hồi phục như cũ. Cây gậy trong tay trái, lá phướng bên tay phải lại tiếp tục phất phơ, đi theo đạo sĩ bình an vô sự. Qua ngày kế, người con hiếu nam đó muốn đem bài vị và tro xương của mẹ thỉnh về Đài Bắc an táng. Đi đến cảm tạ sư tỷ, anh ta nói: Ngày hôm qua may mắn được sư tỷ niệm A Di Đà Phật, nếu không thật không thể tưởng tượng được, tôi không biết niệm Phật có lợi ích như thế. Sư tỷ Nguyệt Nga nhân cơ hội khuyên anh ta: Sau khi anh về nhà cần phải niệm hàng ngày thì có thể giải quan kết với mẹ anh, anh cũng có thể tiêu tan giải nạn, tiền đồ rạng rỡ khôn lường. Người con hiếu nam đó vừa nhận lời vừa cảm tạ mà về. Qua ngày hôm sau nữa, sư tỷ Nguyệt Nga đem cái việc ghê sợ của ngày hôm kia kể cho tôi nghe từ đầu đến cuối. Sư tỷ nói: Tối hôm kia việc xong rồi, tôi vẫn còn sợ đến nỗi không dám vào nhà, ngồi một mình trên ghế ngoài cửa niệm Phật, niệm đến 11 giờ, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Cho dù bị cảm dịch, cũng không thể có cái lý chỉ 2 phút mà khỏi được, không tránh khỏi phải mời bác sĩ chích thuốc, uống thuốc mới có thể bình an. Sư tỷ Nguyệt Nga là một người thông minh, sư tỷ suy đoán có lẽ là mẹ của người con hiếu nam kia, do vì cái chết thê thảm bất ngờ, oan hồn không tan, ôm lòng hận con trai của bà đã gây gổ với bà, mới khiến bà đến Đài Trung gặp tai họa thảm khốc này. Thế là lúc dẫn vong, liền đi đến con trai của bà tính nợ, oan hồn nẹp cứng đầu cổ của con trai bà, làm cho anh ta gần như chết. Làm xong, bà ta đi lại hướng của sư tỷ. Sư tỷ vừa thấy liền niệm to: Nam mô A Di Đà Phật. Ai ngờ sức đại từ bi, sức đại thần thông của 6 chữ hồng danh này lại công hiệu lớn như thế. Nhất là lúc đó sư tỷ sợ đến niệm Phật hết sức, cũng có thể nói là nhất tâm bất loạn, cho nên mới có được hiệu quả lớn như thế. Đồng thời hồn quỷ nghe được thánh hiệu, tâm oán hận đều được tiêu trừ, cho nên mới thả tay ra. Các vị, chúng ta thử nghĩ xem, nếu như khuyên người học Phật niệm Phật, mọi người đều nói không có tiền bố thí, không dám tin Phật, những hàng người này sao mà phước mỏng như thế? Bạn hãy xem sư tỷ Nguyệt Nga chỉ là niệm có mấy câu Phật hiệu, không có quá ra được đồng xu nào mà làm ra được công đức bố thí lớn, cứu được mạng người còn hơn xây tháp 7 tầng.
Sư Tỷ Nguyệt Nga tính tình hiền hậu, phẩm hành đoan chánh, đã từng được bầu làm người mẹ mẫu mực của thành phố Đại Trung. Là một người vợ hiền mẹ tốt, con cháu đầy nhà, gia đình rất là tốt đẹp. Chuyện thứ 12. Niệm Phật có thể đồn được hung thần ác sát. Vào thời đại khoa học hưng thịnh của thế kỷ 20 này, nếu nói với người nào đó rằng sức khỏe bình thường nếu như xung khắc với hung thần ác sát, các loài linh quỷ vân vân thì sẽ chết, những người tự cho mình là nhân vật tân tiến kia chẳng những không tin mà còn nói là mê tín, không phù hợp với trào lưu thời đại. Thế thì giới Phật giáo có nên hay không tin những việc tương xung tương sát này? Theo cách nhìn của tôi thì thà là tin nó có, nhưng không ai vua theo lễ bái hoặc cầu họ che chở. Nếu như chí thành khẩn thiết niệm câu thánh hiệu A-di-đà Phật, liền có thể gặp dữ hóa lành, gặp quỷ mà được bình an vô sự, đầy đủ được diệu pháp cứu cánh này. Hung thần ác sát bị câu chú vương trong các chú chánh đại quang minh này sợ đến nỗi chạy ra khỏi chín tầng mây luôn. Có lẽ một câu thánh hiệu vạn đức hồng danh này hàng phục được cả tâm ý của loài ác quỷ sát thần si mê không biết quay đầu hàng phục này, hàng phục một cách tâm phục khẩu phục, được chuyển sanh về đường lành cũng không chừng. Sau đây xin dẫn ra ba câu chuyện thật để chứng minh. Liên hữu Lý Chuẩn là phó ban trưởng ban phương quản, ngụ ở đường Kiến Trung, khu Đông, thành phố Đài Trung. Nhà của bà có phòng ốc dư cho tài xế chở hàng loại trung mướn. Vợ anh tài xế đó tên A Châu, năm đó 31 tuổi. Vào buổi sáng ngày 20 tháng 12 âm lịch năm rồi, đến một cửa hàng đồ ngoại đường Nam Kinh muốn lấy y phục mới đặt đem về. Lúc đó bỗng nghe tiếng trống nhạc ầm ĩ trên đường, có người lớn tiếng rằng: "Ngài Tam Tạng Nghệ Cát thỉnh kinh về rồi." Có người lại nói: "Vòng hoa xe hoa nhiều quá." A Châu ở trong tiệm nghe như thế, khởi tâm hiếu kỳ ra xem thử. Không ngờ chỉ thấy 8 người khiêng một cỗ quan tài to. A Châu liền rùng mình một cái, miệng cứ nói suốt là đau đầu, ở ngực như có khối đá đè, liền bị hôn mê ngã xuống. Lúc đó người trong tiệm đồ ngoại hết hồn, vội vàng kêu một chiếc xe ba bánh và phái một người hộ tống đưa đi. Ngang qua cửa bệnh viện Ngụy Bảo Thuận đường Phục Hưng thì xuống xe đỡ bà ta xuống, trước mời bác sĩ chích thuốc cho bà ta, sau đó đưa bà ta về nhà. Vị liên hữu Lý Chuẩn nhìn thấy A Châu hôn mê bất tỉnh nhân sự, ngũ quan và móng tay đều đen thâm, kinh sợ đến mức la to: "A Di Đà Phật đến cứu mạng." Lúc đó các công nhân nhà kế bên của anh tài xế loại trung đó nghe tiếng người kêu la đều chạy lại, chỉ thấy hai mắt của A Châu trắng dờ, toàn thân đều đen, hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều nói không có hy vọng sống lại. Có người gọi điện thoại đến miền Nam kêu chồng cô ta về, có người gọi điện thoại kêu má chồng của cô ta lại. Chỉ có vị liên hữu Lý Chuẩn là trấn tĩnh, cầm sâu chuỗi trên tay đặt lên ngực A Châu, miệng niệm A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát không dứt, khẩn cầu Phật Bồ Tát từ bi cứu giúp A Châu. Niệm được 20 phút, hai mắt và da thịt của A Châu dần dần phục như cũ, miệng nói: "Sư cô, bà thật là đại ân nhân cứu mạng tôi. Tôi gần như bị đè đến muốn đứt hơi. Đang lúc muôn phần đau khổ, sâu chuỗi của bà để trên ngực của tôi, lại nghe được tiếng niệm A Di Đà Phật, sức khỏe dần dần cảm thấy nhẹ nhàng trở lại. Cảm ơn sư cô đã thi ân cứu giúp." Những người hàng xóm lăng xăng chúc mừng cho A Châu, chúc cô may được người niệm Phật cứu thoát mạng, nếu không thì ba đứa con gái của cô trở thành mồ côi rồi. Nghe nói hồi tháng 7 năm ngoái, trong hẻm đối diện có một cô gái mới 17 tuổi đi chợ, cũng xem người ta đưa đám tang, liền về nhà la lớn, đầu đau tim lạnh, thuốc men gì cũng không hiệu quả, rồi qua đời. Càng bất hạnh hơn là hôm đưa đám tang cô gái này thì vị nữ chủ nhân của một ngôi nhà ở đầu hẻm là người tin theo ngoại giáo, lúc đó đang đứng ở bên cửa xem, cũng bỗng bị đau đầu, cũng đồng chứng bệnh với cô kia, thuốc men gì cũng không hiệu quả, rốt cuộc cũng qua đời. Nghe chuyện của người hàng xóm, mọi người đều chúc mừng cho A Châu.
Đây là chuyện trong tháng 2 năm nay, vị liên hữu Lý Chuẩn đến liên xã, chính miệng nói với tôi. Chuyện thứ 13. Bên bờ sống chết được cứu sống lại. Gia đình liên xã niệm Phật ở Đài Trung tổng cộng có 48 bàn, đều do lão ân sư Bính Công tổ chức và đặt tên. Ban Song Tu là một ban được lập hồi tháng 8 năm Dân Quốc thứ 44. Ban trưởng Khâu Tâm Trí, phó ban trưởng Lâm Đức Kim, Lý Trần Trụ, vân vân đều là những người rất nhiệt tâm khuyên người niệm Phật. 13 năm trở lại đây, cứ 2 tuần giảng Phật pháp một lần, chưa từng gián đoạn. Mỗi lần trước khi giảng, có cư sĩ Triệu Đàm Chuyên và phu nhân Lệ Lường hướng dẫn khóa tụng, cho nên ban với mọi người gần như đều thuộc lòng kinh chú. Ngày 20 tháng 4 âm lịch lần này, lúc học nhân đang giảng khuyên tu pháp môn niệm Phật, nhắc lại chuyện cảm ứng của vị liên hữu Lý Chẩn cứu A Châu. Lúc đó trong hội giảng có một vị liên hữu họ Tiêu tên Hiệp, nhà ở Thái Bình, tức thời đứng dậy nói với mọi người: "Tôi có thể chứng minh đích thật là có ma quan tài, do vì em gái tôi hồi 2 tháng trước suýt nữa bị nó hại chết. Em gái tôi tên là Tuyết, ở làng Bán Bình Định. Vào 2 tháng trước, A Tuyết sau khi sanh hơn 20 ngày còn chưa đủ tháng, sáng sớm hôm đó bỗng nghe một hồi chiêng trống của một đội nhạc. Bà mẹ chồng ở nhà kế bên nhìn không rõ ràng, cứ kêu mãi: "Tuyết à, đi ra nhanh xem đón thần, thật là vui nhộn quá." A Tuyết từ trong phòng ló đầu ra xem, thì ra không phải đám rước thần, là một đám tang khiêng một cổ quan tài đi qua. Tự dưng cảm giác lông tóc dựng đứng, quay mình vào phòng liền nghe đau đầu ớn lạnh phát sốt. Em rể tôi liền mời bác sĩ chích thuốc, chẳng những không hiệu quả gì mà còn trầm trọng hơn. A Tuyết liền kêu anh ta đi mượn xe hơi đến nhà tôi, nhanh chóng chở tôi đến. Tôi vừa nhìn thấy A Tuyết em tôi, tim đập liên hồi, nằm trên giường rên rỉ, lập tức đứng lên thắp ba nén hương cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ, lại cố sức niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm khoảng nửa giờ đồng hồ và niệm chú Đại Bi vào nước cho nó uống. Sau khi A Tuyết uống nước chú Đại Bi, liền nói đầu hết đau, tim cũng đập nhẹ lại nhiều. Về sau sức khỏe hồi phục dần dần. Nhưng đời người thì tai nạn nhiều, phiền não nhiều. Sau hơn 10 ngày, em rể tôi lại buồn bã đến độ tôi lập tức lên xe hơi đến nhà nó. Tôi hỏi là có chuyện gì. Em rể tôi nói: "Bé Anh, đứa con gái 6 tuổi của nó bị bệnh sởi bỗng nhiên biến chứng, không biết gì hết. Hiện đặt nằm trên gạch, chỉ còn có hơi thở yếu ớt. Khi tôi đến nhà em gái xem, con bé Anh bình thường rất là lanh lợi, bây giờ đang nằm trên nền gạch dáng vẻ như sắp dứt hơi. Rất nhiều người hàng xóm đều đang than thở tiếc thương." Tôi liền cũng y như lần trước lớn tiếng niệm A Di Đà Phật và cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm chú Đại Bi vào nước, dùng muỗng canh đút nước vào miệng của bé. Thật là Phật pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Con mắt ngay dài của bé Anh đã biết nhìn xem người rồi. Lúc đó những người hàng xóm đứng phân ra hai bên trái phải, tiếng kêu bên trái: "Anh à!" Thì đầu của bé Anh quay qua bên trái nhìn người. Tiếng kêu bên phải: "Anh à!" Thì đầu của bé Anh quay qua bên phải nhìn người. Lúc đó mọi người đều khen ngợi, bà chị vợ thỉnh được Phật Tổ lại cứu sống được bé Anh. Về sau cho uống thuốc liền có hiệu nghiệm, sức khỏe cũng hồi phục lại dần dần. Tiêu Hiệp nói đến đây, trong hội chúng mọi người đều nghe thấy. Tôi liền hỏi cô ta: "Cô đã biết sự lợi ích của việc niệm Phật, tại sao lại không dạy em gái cô xưng niệm danh hiệu Phật hai thời sớm tối, để có thể ai ăn nấy no, tội nghiệp của người nào thì người đó tự tiêu, tự mình biết niệm, há chẳng lợi ích còn lớn hơn sao?" Tiêu Hiệp đáp: "Tôi đã có dạy nó niệm, tôi còn thỉnh Tây Phương Tam Thánh về an vị cho nó rất trang nghiêm, nhưng mà bốn đứa con nhỏ của nó cứ quấn lấy bên mình, không rảnh để nghe Phật pháp, làm sao mà có thể niệm được như pháp đây. Tôi từ 3 năm nay nghe bài giảng pháp môn Tịnh Độ không hề gián đoạn, hiện nay đi đứng ngồi nằm tâm không rời Phật và không rời tâm, quyết định đời này thoát khỏi biển khổ sinh tử này." Tôi nghe xong rất là khen ngợi,
Nếu không phải cô ta dùng công, làm sao cứu em gái và cháu gái ngay nơi bờ vực sinh tử được? Câu chuyện thứ 14. Nơi ở của hung thần hóa thành tốt lành. Từ xưa đến giờ, trong nhà Phật có câu thành ngữ: một người con trì trai thì ngàn Phật hoan hỷ, cửu huyền thất tổ được siêu sanh. Câu này lại là sự thật. Một câu danh hiệu Phật có thể tiêu tai giải oán, nơi ở của hung thần hóa thành tốt lành. Nếu các vị không tin, tôi xin đưa ra một việc để chứng minh. Việc này xảy ra tại Tân Trúc Văn Nhã Bố Giáo Sở. Đây là một đạo tràng Tịnh Độ Tông ở Đài Trung mà chúng tôi mở ra để các liên hữu trong liên xã Hoằng Pháp. Từ tháng 4 năm Dân Quốc thứ 44 sáng lập đến nay, cứ cách một tuần là giảng kinh một lần, chưa từng gián đoạn. Trong hội chúng có một vị liên hữu nam, mọi người đều gọi là anh Kiềm. Có một hôm, anh Kiềm này nói với những nhân viên Hoằng Pháp rằng: pháp môn niệm Phật thật là tốt, thật có thể lợi ích chúng sanh, chắc chắn có cảm ứng lớn. Các nhân viên Hoằng Pháp hỏi anh ta: anh niệm Phật được cảm ứng gì? Anh Kiềm liền nói: tổ tiên nhà tôi có một phần mộ rất kỳ lạ, từ rất lâu đến nay không thể nào tảo mộ, cũng không thể cúng tế được. Nếu như cúng tế thì sau khi cúng về không bệnh thì cũng chết. Nếu như có một đồng dẫn trâu ăn dê cỏ trên mộ, hoặc là giẫm đạp trên mộ, một đồng và trâu dê đó sau khi về nhà, người và vật không chết thì cũng bệnh nặng. Vì cớ này nên dân địa phương đều không một ai dám chạm đến phần đất của ngôi mộ này. Đến năm Nhật Bản đầu hàng, Đài Loan được khôi phục, một người anh họ của tôi nói với tôi rằng: ngôi mộ kỳ lạ đó của chúng ta hiện nay mộ bia đỏ hết phần nữa, nếu đi tảo mộ nhất định con cháu thêm phước phát tài. Tôi nói: tôi không dám nghĩ đến, tôi cũng không cần dựa vào phần mộ đó để thêm phước phát tài. Người anh họ đó lại nói: chú không đi thì tôi tự đi quét dọn cúng tế cũng được. Đến ngày tiết thanh minh, người anh họ của tôi quả nhiên chuẩn bị ba thứ gia súc, rượu lễ đến trước mộ cúng tế. Việc này trải qua sau đó một tháng, ba đứa con trai của người anh họ tôi lần lượt chết hết. Các vị thử nghĩ xem việc này có đáng sợ hay không? Tôi tin rằng không có người nào từng nghe qua việc quái dị như thế. Đến sau khi nạn lụt thất bát năm Dân Quốc 49, lại có một người anh họ đến nói với tôi: ngày hôm qua tôi đi ngang qua cái nơi quái gở đó, nhìn thấy mộ bia bị nước cuốn ngã đi, đầu mộ cũng bị nước xoáy một lỗ lớn. Nếu như không sửa sang, mộ này nhất định sẽ sụp tiêu luôn. Nếu sửa sang lại không dám động đến, do vì nếu như vừa động đến liền xảy ra đại họa, làm sao bây giờ? Tôi liền nói: không sao đâu, chúng ta đi sửa sang đi. Người anh họ đó vui mừng nói: chú biết cách sửa sang, cứ làm đi. Tất cả tiền công, cát đá, xi măng đều do tôi lo liệu. Nhưng mà chú chừng nào thì làm? Tôi nói: đợi một tháng nữa. Tôi từ khi nghe được pháp môn Tịnh Độ, mấy năm nay hai thời khóa sáng tối chưa từng gián đoạn. Từ lúc nhận lời chắc chắn sửa sang cái phần mộ kỳ lạ kia, hai thời khóa sáng tối xong, tôi liền hồi hướng cho tổ tiên của phần mộ đó, đồng thời chí tâm khẩn thiết cầu xin Phật Bồ Tát rằng: bạch Phật và Bồ Tát, xin phò hộ cho con. Con sau khi biết tin Phật, bạn bè thân thích đều nói con là mê tín lạc hậu. Con lần này nhất định muốn thỉnh cầu Phật Bồ Tát thì triển Phật Pháp vô biên cho họ thấy. Xin Phật Bồ Tát phò hộ cho con sau khi sửa sang phần mộ, đừng có xảy ra những sự việc tai hại cho người và Phật. Tôi mỗi ngày sau khi xong hai thời khóa sáng tối đều cầu nguyện như thế. Đêm trước tới ngày sửa sang, tôi càng khẩn thiết cầu xin, nửa đêm bèn nằm mộng. Thấy phần mộ đó có một phần mộ nằm phía bắc hướng về nam. Mặt trước có một khe nước nhỏ, nước trong khe trong phắt chảy về phía trước. Hai bên mộ có hai cây đại thọ cao lớn. Mộ bia ngã xuống, ở đầu phần mộ lộ ra một cái hang tỏ rõ sự suy sụp hoang vắng. Bỗng nhiên trong mộ xuất hiện một người con gái hung dữ, trang phục theo lối cổ. Lúc đó tôi rất là sợ, liền chắp tay lại niệm
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam nữ đứng gần đó xem rất đông, trong đó có một ông già nói với tôi rằng: đứa con gái này trước là một con quỷ nữ rất hung dữ, do vì con cháu đời sau của nó niệm Phật, bây giờ nó đã trở thành con quỷ lành rồi. Tôi nhìn thật rõ ràng, nghe cũng rõ ràng, lúc tỉnh lại thì ra chỉ là giấc mộng. Trong lòng nghĩ cảnh giới này trong mộng nhất định là Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, đại oai thần lực dẫn mình đi xem trước, để ngày mai mình có thể an tâm đi sửa sang ngôi mộ. Sáng sớm, người anh họ của tôi đến nói: kìa mà, tôi dẫn thợ cùng tất cả những dụng cụ như xi măng, cát đá đều đem đến cả rồi, chú đi nhanh đi. Tôi mới hỏi: tôi xin hỏi anh phương hướng và tình trạng chung của ngôi mộ đó, và người chôn trong mộ có phải là người nữ không? Anh họ của tôi kinh ngạc nói: chú có phải đã đi xem qua trước rồi không? Nếu không thì chú làm sao biết được? Tôi mới nói: đêm qua tôi mộng thấy. Tôi đi mua hương hoa quả phẩm và đem theo quyển khóa tụng, đến trước mộ nhìn xem, quả nhiên giống y như cảnh đã thấy trong giấc mộng đêm qua. Tôi mới bày các hương hoa quả phẩm ra, đốt đèn hương lên, lễ lại nói: tôi hôm nay là chỉ đến sửa sang phần mộ của bà, trước sẽ tụng kinh A Di Đà, chú vãng sanh và thánh hiệu A Di Đà Phật cho bà. Bà cũng phải niệm Phật thì cũng sẽ lìa khổ được vui, nhất thiết không được hại người, chẳng những không được hại người trong nhà, cũng không được hại người khác. Sau khi nói xong, liền ở trước mộ tụng kinh niệm Phật, sau đó mới bắt đầu làm cỏ, ban đất, sửa sang, rửa mộ bia đá cho sạch. Nhìn xem tên khắc trên mặt bia, tính ra chính là bà nội của ông nội tôi. Tôi và nhóm thợ từ đó đến giờ vẫn bình yên vô sự. Chuyện kể đến đây, chắc vẫn có người nhất định không tin. Thọ mạng của quỷ làm sao có dài như thế? Mời các vị xem trong kinh nói đây: đọa lạc vào cảnh giới quỷ, thọ mạng ngắn nhất là 500 tuổi, mà một tháng ở nhân gian thì chỉ bằng một ngày ở cảnh giới quỷ thôi. Như thế tính ra thì biết thọ mạng của loài quỷ vừa dài vừa khổ. Có người vẫn còn nghi hoặc, tại sao tổ tiên lại đi hại con cháu mình? Trong kinh Phật có nói: chúng sanh ngã chấp ngã kiến, phải ở trong lục đạo đời đời kiếp kiếp. Ta, ngươi tranh đoạt, ngươi giết ta giết ngươi, cùng nhau gây tạo nhân quả. Kết ơn báo ơn, kết oán báo oán, đòi nợ trả nợ, cứ như thế mãi không dứt. Tổ tiên của anh Kiềm cùng với cái quá khứ của ngôi mộ quái lạ kia chắc chắn là đã kết oán thù với nhau rất nặng, không cởi mở được, cho nên mới hung ác hại người như thế. Nếu như không có anh Kiềm chánh tín niệm Phật, dùng sức đại từ đại bi của Phật, thì không có cách gì tiêu giải được oán cừu này. Do đây, xin khuyên các vị cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều lên. Truyện thứ 15. Thuốc A Di Đà thì được dạng bệnh. Nhân duyên hoằng pháp của Liên xã Đại Trung đến miền Đông khởi đầu từ đại hội diễn giảng của Liên xã Đại Trung nhân dịp Tân Xuân năm Dân Quốc thứ 43. Trong thính chúng có vị nữ sĩ Hồng Lâm Trảng liên tục 5 ngày nghe giảng. Từ Đại Đông xa xôi đến đây, thời gian ở Đại Trung, bà ta ở cửa hàng Bách Hóa Vĩnh Phong, được sự chiêu đãi chân thành của Hoàng Quả Tiều cư sĩ, ký phu nhân Nguyễn Miến. Lúc bấy giờ, nữ sĩ Lâm Trảng rất xanh xao vàng giọt, trên cổ đeo một sợi dải băng chóc chóc lại họ. Bà ta hỏi Hoàng phu nhân: ở Đại Trung có bác sĩ giỏi không, dẫn bà ta đi xem bệnh? Ở Đại Đông bà đã từng đi rọi X-quang, nghe nói là phổi bên trái có 3 lỗ. Mấy tháng nay uống cả khí cao ly xâm chính hiệu và chích hơn 100 mũi thuốc đều không thấy hiệu quả. Lúc đó là khoảng 5 giờ chiều. Nhà họ Hoàng là một gia đình Phật tử thuần thành, hai thời khóa sớm tối từ nào tới giờ chưa từng gián đoạn. Bà Hoàng phu nhân Nguyễn Miến mời bà Trảng đến bàn thờ lại Phật, còn lấy một sâu chuỗi chỉ cho bà ta phương pháp niệm Phật và nói rõ về đạo lý trị hết được muôn bệnh của môn thuốc A Di Đà này cho bà ta nghe. Khóa tụng xong,
còn cầu nguyện xin một ly nước chú đại bi cho bà ta uống. Sau buổi cơm tối, bà Miến liền nói: "Chị Trảm à, chị thật là có phước. Bắt đầu từ tối nay, liên xã của chúng tôi liên tiếp giảng pháp 5 ngày. Tối đó liền dẫn bà ta đi nghe giảng. Thật là không thể nghĩ bạn. Đêm đó bà Trảm suốt 1 giờ không ho một tiếng nào. Khi ngủ, ngủ thẳng đến sáng. Bà Trảm cảm thấy Phật pháp thật là lý thú. Ở nhà họ Hoàng 3 ngày chí tâm niệm Phật, đến tối đi nghe giảng liên tục 5 ngày. Một phần khái lược về Phật pháp sơ cơ đã hiểu được đôi chút, tinh thần đã có chỗ nương tựa, sức khỏe cũng tốt rất nhiều." Bà than thở: "Người ở Đại Trung rất là có phước, người Đại Đông chúng tôi chưa từng được nghe qua chánh pháp sâu sắc như thế này." Bà Miến đáp lại: "Chị hiện nay đã hiểu rõ được cái hay của việc tin Phật niệm Phật, chị nên phát tâm Bồ Đề, thỉnh nhân viên Hoằng pháp của liên xã đến nơi của chị hoằng dương Phật pháp, khiến những chúng sanh có duyên cũng được lợi ích, thì công đức của chị thật là vô lượng." Bà Trảm nghe xong vui mừng nhận lời, nói: "Được, vậy thì nhờ chị thỉnh giùm, tiền xe hay tiền máy bay đi lại tôi chịu hết, nhưng chị cũng phải cùng đi tới chỗ tôi chơi mới được. Giao thông từ 14 năm về trước không tiện lợi như ngày nay, đi Đề Đông chỉ 1 ngày là đến rồi. Lúc bấy giờ phải mất 2 ngày, phải ngủ 1 đêm ở Cao Hùng. Cuối cùng một đoàn 3 người, bà Trảm, bà Miến cùng với Pháp Viên, khi ngủ lại phòng trọ ở Cao Hùng thì xảy ra việc linh cảm Phật Bồ Tát phò hộ. Nguyên là trên chân của Pháp Viên có cái mục nhọt, đã từng trị liệu hơn 1 tháng, lại lầy rửa ra 2 tấc, chung quanh không còn cảm giác đau nữa. Lúc bấy giờ vì nhiệt tình quên đi cái mục nhọt trên chân, nhưng đến phòng trọ ở Cao Hùng phát đau đến mức không chịu nổi. Bà chủ phòng trọ nhìn thấy chân của khách đau ghê gớm như thế, liền giới thiệu nói: "Ở vùng này có một loại thuốc mỡ cỏ xanh tinh luyện rất hay, có thể trị được bệnh này." Liền nhờ người mua 2 quạt. Vừa thoa vào, thật là loại thuốc có công hiệu đặc biệt, hết đau, nuôi thịt, sanh da, 3 phần đều tốt. Sáng hôm sau khỏi được phân nửa, 3 ngày sau khỏi hẳn. Đây đều là sự linh cảm của Phật Bồ Tát Từ Bi đặc biệt gia hộ, thật là thuốc đến bệnh tiêu. Nếu không thì đi không được rồi." Chuyện thứ 16: Nước Đại Bi khiến cho thai đã chết sống lại. Pháp Viên giảng 5 ngày tại chùa Hải Sơn ở Đài Đông. Ngày viên mãn, những người nghe và người giảng sắp sửa chia tay. Cái lúc lưu luyến không rời, bỗng nhiên có một bà lão khoảng hơn 60 tuổi đến, đưa ra một câu hỏi. Những điều của cô giảng đều là những đạo lý giải thoát sanh tử luân hồi, cho đến cải ác hướng thiện, thay đổi tâm tánh. Nhưng bây giờ yêu cầu tiêu trừ bệnh hoạn, giải quyết những đau khổ, thì lại phải cầu pháp như thế nào? Cô có thể từ bi chỉ bày cho được không? Pháp Viên lúc đó nhìn xem bà lão này trên cổ có một cái nhọt lớn, cổ áo cài lại không được, hở ra khoảng 5-6 tấc. Pháp Viên suy nghĩ, người này ắt là muốn cầu phương pháp tiêu trừ bệnh nhọt của bà ta. Lúc đó thiệt là tiến thoái lưỡng nan. Nếu như bảo bà ta cầu Phật Bồ Tát gia bị, cái nhọt lớn trên cổ sẽ hết, chưa chắc nắm chắc được không? Nếu như không bảo bà ta cầu, nhưng mà đã phô trương Phật pháp vô biên 5 ngày rồi, có cảm ứng không thể nghĩ bàn, chung quanh lại có đông người đang chờ nghe, Pháp Viên nhất thời phải dùng phương tiện khéo léo đáp rằng: "Nếu như yêu cầu tự mình hoặc là người khác tiêu tai thoát nạn, hết bệnh khổ, nhân dân, nhất định phải sớm tối tụng niệm một quyển kinh A-di-đà, 7 biến chú vãng sanh, vài trăm câu thánh hiệu A-di-đà Phật, hoặc vài ngàn câu, vài muôn câu càng tốt. Nếu như người không biết tụng kinh A-di-đà thì chỉ niệm thánh hiệu A-di-đà Phật cũng được, nhưng nhất định phải tụng bài nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Sau đó có yêu cầu điều gì thì lại dùng tâm chí thành niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và gia trì nước chú đại bi cho uống. Nếu thọ mạng ở đời chưa dứt thì có thể giảm nhẹ đau khổ của bệnh tật, còn nếu thọ mạng ở đời sắp hết
thì nhờ sức công đức của khóa tụng niệm Phật được vãng sanh Tây Phương. Như thế thì được mãi mãi thoát ly bệnh khổ và tử khổ. Đây là phương pháp rốt ráo vậy. Ngày tháng như thoi đưa, thời gian như tên bay, thoáng một cái đã một năm trôi qua. Lâm Trảng ở Đài Đông là đến Liên Xã. Lần này sắc mặt tươi rói vui vẻ, so với năm ngoái như là hai người. Bệnh chứng của bà ta đã dứt hẳn, không còn thấy tâm hơi gì nữa. Trọng lượng thân thể cũng tăng hơn 10 kg. Y phục toàn là đồ mới may, đồ cũ không còn cái nào mặc vừa nữa. Bà ta nói với pháp viên rằng: "Thưa bậc nhân sĩ của Đài Đông, mọi người đều yêu cầu tôi đến mời bà đến Đài Đông giảng diễn Phật Pháp lần nữa. Không những tôi niệm Phật được cảm ứng, mà còn bà phổ ái cô, trên cổ có một nhọt to. Bà dạy bà ta phương pháp niệm Phật và thời khóa tụng niệm. Về sau lại xin nước đại bi chú uống. Bà ta ngày ngày đúng như pháp mà làm. Cái mục nhọt to của bà ta đã khớt hẳn, cổ áo cũng đã cài lại được rồi. Ai nấy cũng đều khen là kỳ diệu." Bà Trảng lại nói tiếp: "Không những cái mục nhọt to của phổ ái cô tiêu trừ, được cảm ứng, cái gì càng khiến cho người khó tin hơn nữa chính là việc con dâu của phổ ái cô. Cô ta ở trên núi vùng phụ cận của Đài Đông đã có mang 10 tháng. Người phụ nữ này rất là siêng năng làm lụng, tự nghĩ sắp tới ngày sinh nở rồi, trong ngoài cần phải dọn dẹp cho sạch sẽ. Cả phần trong chuồng heo cũng gánh hết mấy gánh. Không ngờ từ hôm đó thai nhi ở trong bụng không còn động đậy nữa. Hỏi thăm những người lớn ở trên núi, người ta nói là lúc quét dọn làm sạch chuồng heo động thổ, động đến thai khí. Đến ngày thứ 3 vẫn không động đậy gì. Người phụ nữ mang thai này sáng sớm đã xuống núi đến tìm mẹ chồng cô ta. Phổ ái cô lại không có ở nhà, cô ta tự đi đến khoa phụ sản để khám. Bác sĩ phụ sản nói thai nhi ở trong bụng của cô chết đã 3 ngày rồi. Tự mình sanh không phải là việc dễ, ắt phải dùng đến khí cụ cắt thai nhi ra từng miếng lấy ra, hoặc là phải phẫu thuật mới đem thai nhi chết ra được. Ngoài ra không còn cách nào khác." Người phụ nữ mang thai đắn đo suy nghĩ, việc phẫu thuật lấy thai nhi ra không phải là việc nhỏ. Không có mẹ chồng hay chồng cho phép, cô không dám chủ động, liền trở về trên núi. Lại trải qua 4 ngày nữa, thai nhi trong bụng vẫn không có động đậy gì. Cô ta lại xuống núi lần nữa tìm mẹ chồng. Phổ ái cô nói rõ việc thai nhi bất động đã 7 ngày rồi. Phổ ái cô liền dẫn con dâu đến một bác sĩ phụ khoa khác khám. Vị bác sĩ này cũng chẩn đoán y như vị bác sĩ trước, nói thai đã chết trong bụng 7 ngày rồi, không cắt thai nhi ra từng miếng lấy ra, hoặc phẫu thuật thì không được. Phổ ái cô dẫn con dâu đi về, quỳ trước bàn Phật, thắp hương đốt đèn, dạy con dâu xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Bà ta bắt đầu tụng kinh, sau đó niệm một ly nước chú đại bi, bảo con dâu uống và phải chí tâm cầu xin Phật Bồ Tát phò hộ, hy vọng tử thai trong bụng con dâu sinh ra một cách tự nhiên, không phải đau đớn, phiền phức vì mổ xẻ. Lúc đó mặt trời cũng đã lặn rồi, phổ ái cô liền giữ con dâu ở lại ngủ phía bà, không phải về núi. Đang ngủ nửa đêm, con dâu bà kêu mẹ chồng lại nói thai nhi trong bụng động đậy lại rồi. Mẹ chồng cô ta đáp lại cô ta rằng chắc là Phật Bồ Tát phò hộ, tử thai sắp sanh ra đấy. Đến sáng, thai nhi của người phụ nữ mang thai này đã động đậy bình thường như trước, sức khỏe cũng khỏe khoắn nhiều, không còn chút gì khó chịu nữa. Liền lại trở về trên núi. Lại trải qua một tuần lễ, người phụ nữ mang thai này sinh ra một bé trai rất là thuận lợi, mẹ con đều bình an vô sự. Hồng Lâm Trảng đến Liên Xã nói ra việc này, thật là một sự linh cảm kỳ dị. Rất nhiều người nghe chắc lưỡi khen là kỳ lạ mãi không thôi. Truyện thứ 17. Té xuống lầu bị thương, qua ngày sau không sao. Lần thứ hai đến Đài Đông, nơi khoảng đất trống lớn chùa Hải Sơn, liên tiếp giảng 5 ngày, khuyên người niệm Phật sửa ác làm lành. Những thiện tín phát tâm cả một vùng miền Đông
đều đến ước hẹn đi kết pháp duyên. Mỗi nơi đều ước định 3 ngày. 5 ngày ở Đài Đông viên mãn, liền đến Tân Cảng. Đoàn này do ba vị ở Đài Đông phát Bồ Đề Tâm lãnh đạo. Đó chính là Hậu Lâm Trảng, Trần Ngọc Phương và một vị lão Bồ Tát khác. Thêm vào 2 vị Pháp Viên và Huệ Lâm ở Đài Trung, tổng cộng là 5 người. Ngủ lại trong một ngôi chùa kiểu Nhật, thời kỳ Nhật chiếm cứ. Địa thế phong cảnh đều rất tốt, phía sau hướng ra biển. Chiều tối, các thuyền đánh cá trở về, thắp đèn nhấp nháy, giống như một bức tranh vẽ, cảnh sắc mê người. Đến nay nhớ lại, vẫn như ở trước mắt. 3 ngày hoằng pháp đều ở trong ngôi chùa này, Phật Bồ Tát cũng ban cho một cảm ứng đặc biệt. Sự việc là vào buổi sáng ngày thứ 2, có người đến chùa nói: có một bà tối qua đến nghe Phật pháp về nhà, leo lên trên lầu liền bị té xuống, khắp mình đau nhức khó chịu, kêu la cả đêm không thể cử động, chỗ nào bị thương vô phương chẩn đoán, xin nhờ các vị tiêu trừ tai ách cho bà. Pháp Dương nghe nói như tiếng sét giữa trời nắng, không biết làm sao, đành phải cùng với vị sư đương gia ở chùa và Huệ Lâm, 3 người đến nhà bà ta. Lên lầu liền nhìn thấy bà lão khoảng 70 tuổi này đang nằm rên rỉ trên giường, rất là tội nghiệp. Pháp Viên liền quỳ xuống trước tượng Phật của họ thờ một cách đơn giản, dùng tâm chí thành khẩn thiết hướng lên Phật Bồ Tát cầu nguyện rằng: vì lão thính nữ này là người tối hôm qua đi nghe pháp về nhà té xuống lầu bị thương, nếu như không phải đến nghe Phật pháp thì đối với chúng tôi không can hệ gì. Do vì chúng tôi thành tâm thành ý đến đây khuyên người niệm Phật sửa ác làm lành, khiến cho người thoát khổ được vui, không may xảy ra tai nạn ngoài ý muốn này, khiến cho tâm chúng tôi không yên. Bạch Đức Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát, các ngài cũng phải chịu một phần trách nhiệm, nhanh chóng biến hóa cứu giúp cho bà già này tức thời sức khỏe được hồi phục mạnh khỏe, bình an vô sự. Nếu không thì bà lão này nếu như bị chết thì có tránh khỏi người ta chê cười Phật pháp không linh. Sau khi khấn thầm như thế, liên tụng một phẩm phổ môn, niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và gia trì một ly nước chú đại bi, từ tay đưa cho bà ta uống, cũng dạy cho bà ta niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Thật là Phật pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Đến trưa ngày hôm sau, sức khỏe của bà lão này đã an nhiên vô sự, tinh thần khoan khoái, có con dẫn đi, trong tay cầm một cây gậy chống, đi bộ đến chùa lại Phật và hướng về đại chúng nói lời cảm ơn. Đây không phải Phật Bồ Tát gia bị, làm sao hồi phục dễ dàng như thế. Đến bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm giác mắc cười. Lúc đó trong lòng của Pháp Viên hoảng loạn như đang có tang, đau khổ không chịu nổi, là vì sợ 2 chữ Phật giáo bị người quỷ bán. Chuyện thứ 18: Bồ Tát gia bị khai mở trí tuệ cho tôi. Giảng ở Tân Cảng 3 ngày xong, một đoàn 5 người lại đi đến Quan Sang giảng 3 ngày. Cuối cùng lại đi chùa Hoa Sơn ở Ngọc Lý. Chùa này là một chùa Tịnh Độ Tông vào thời Nhật chiếm cứ, dưới sự sắp đặt của vị đại hộ pháp và chấp sự chùa này. Mỗi tối khai giảng ở miếu Đế Quân, nơi trung tâm của phố xá rất là náo nhiệt, thính chúng rất dễ tụ tập. Giảng đến ngày thứ 2, Phật Bồ Tát lại hiển kỳ tích. Trưa hôm đó, bỗng nhiên có một vị cư sĩ nam ở tỉnh khác đợi tôi ở phòng khách, nói là muốn đàm luận Phật pháp, trao đổi ý kiến. Vị cư sĩ đó trước tự giới thiệu tên họ và nói là quy y với một vị đại pháp sư nào đó ở Đài Bắc, hiện nay thì chỉ chuyên nghiên cứu thiền tông. Nghe ông ta nói như nước chảy suốt 20 phút thì biết ý định đến đây của ông ta không phải đơn giản có thể đối phó được. Lúc đó trong tâm tôi khấn thầm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia bị khai mở trí tuệ cho tôi, để có thể ứng phó theo ý muốn, đối đáp trôi chảy, nếu không thì hôm nay bị xui xẻo rồi. Vì đại đức đó thấy tôi dùng tiếng quốc ngữ lượng cận, hỏi đâu đáp đó, gương mặt của ông ta hơi khẩn trương hỏi một câu: tối qua nghe bà giảng Tịnh Độ Tông, sau khi chết thần thức vãng sanh về Tây Phương, thần thức nó ra làm sao, lấy ra đây cho tôi xem. Tôi liền trả lời ông ta: câu ông vừa mới nói
nó ra làm sao, lấy ra đây cho tôi xem coi. Lúc đó trong nhà khách một bầu không khí yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau lặng yên không nói. Tôi lại trả lời ông ta một câu, nói cho rõ một chút, ông ban đêm nằm mộng, cái đó là thần thức. Ông ta khựng lại một chút rồi quay đầu mà đi. Tôi sợ ông ta xấu hổ thành giận, lại tìm đến quấy rầy, bèn nói với vị trụ trì rằng, vị đại đức kia nếu lại đến tìm tôi thì sư nói bây giờ đang chuẩn bị giảng, xin lỗi là được rồi. Vị sư trụ trì nói với tôi rằng, cái người đó rất là quái gở, có vị đại đức hay cư sĩ nào đến giảng Phật Pháp hoặc giảng những sách thiện, ông ta đều đến vấn nạn mấy câu, khiến người ta không phát ra được, có người không cách gì ứng phó liền bỏ đi. Thật là ngoài dự liệu, ngày hôm sau ông ta đã cùng mười mấy người bạn nam ngồi hàng phía trước nghe giảng một cách rất thành tâm thành ý. Sáng ngày hôm sau còn đến nói thỉnh cư sĩ giảng thêm vài ngày nữa. Ngày hôm kia tôi rất là bội phục trí huệ của bà, cho nên đi tuyên truyền khuyên được mấy người bạn đến để nghe giảng, tối nay sẽ càng tăng thêm số thính chúng. Đến nay nhớ lại tình hình lúc đó vẫn còn run, nếu không phải Phật Bồ Tát thầm gia bị cho thì một pháp viên ngu ngốc từ nào làm sao có được tài năng đối đáp cùng vị đại đức tông môn đó. Truyện thứ 19, chí tâm niệm Phật khắc phục được tai nạn gió lửa. Cư sĩ Trần Ngọc Phương ở đường Bảo Tàng, phố Đại Đồng, thị trấn Đại Đông. Cô ta trước kia chưa nghe Phật Pháp, là một chuyên gia trang phục, là người thông minh, vốn đầy đủ trí huệ. Sau khi nghe được pháp môn Tịnh Độ, liền giác ngộ đời người vô thường, vạn pháp đều không, liền bỏ nghề mới đầu cứu cho người, đến chợ mua hai sâu trân châu, về nhà xỏ lại làm thành một sâu chuỗi, sớm tối bắt đầu khóa tụng, ngày ngày niệm Phật không ngừng. Đây là về mặt tư lợi, đồng thời phát tâm Bồ Đề, mong muốn đem lợi ích đến cho người khác. Lúc bấy giờ thiền tín ở Đài Đông đều là hàng sơ cơ học Phật, rất ít người niệm Phật. Cư sĩ Ngọc Phương từ cục bưu chính chuyển 500 đồng tiền Đài Loan mới đến thư cục Thụy Thành mua 50 sâu chuỗi. Về sau lấy chuỗi đến nhà những bạn thân dạy họ niệm Phật và cho họ những sâu chuỗi đó. Có một hôm cư sĩ Ngọc Phương tay cầm chuỗi đến xưởng nước tương Việt Đông khuyên người niệm Phật. Người chủ của xưởng tên Hà Tằng Thanh, Hà phu nhân tên là Quai. Lúc đó nhà của ông ta ở đường Nhân Ái, tên cũ là đường Thảo Lịch. Đài Đông 14 năm trước không giống như bây giờ, nhà lầu xi măng cốt thép mọc đầy. Lúc bấy giờ phần lớn nhà vẫn còn là bằng ván, cho nên xưởng nước tương Việt Đông cũng thế, cũng làm bằng cây ván và lợp đá. Có một hôm cư sĩ Ngọc Phương tay cầm chuỗi là đến nhà họ Hà dạy A Quai niệm A Di Đà Phật. Đang lúc nói chỗ hay của niệm A Di Đà Phật, bỗng nhiên nghe tiếng người ầm ĩ huyên náo ngoài đường, tiếng còi hơi báo động vang lên rất khẩn trương. Có người la lớn, xưởng nước tương Việt Đông bị cháy. Ngọc Phương và A Quai quay đầu nhìn ra ngoài, xe cứu hỏa màu đỏ của cục cảnh sát đã đậu ngoài cổng. Lại quay đầu nhìn ra phía sau, thì ra lửa phát lên nhà kế bên, bên phía bên phải, đã làm đến công sự phía sau của mình, đầy nhà khói bay mù mịt. Hôm đó đang là ngày công sự được nghỉ, người nhà và công dân đều đã đi chơi bên ngoài, chỉ có mỗi mình Hà phu nhân A Quai ở nhà. Lúc bấy giờ cư sĩ Ngọc Phương và A Quai vừa thấy thế của lửa đã tràn vào nhà, đang lúc nguy hiểm tột cùng đó, liền quỳ xuống đất chắp tay lại chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm được chưa tới 5 phút, thật là năng cuộc tai phong quả, phổ minh chiếu thế gian, tức chỉ Quán Thế Âm Bồ Tát. Liền tức thời nổi lên một trận gió nam, thổi thấy lửa đi thẳng hướng về phía sau. 5 ngôi nhà lá nhỏ phía sau lập tức bị đốt thành tro. May mắn là công sự nước tương và cửa hàng của A Quai đều không việc gì. Chỉ có lúc nhà kế bên mới phát quả thiêu cháy 17-18 gián dách chung với nhà kế bên thôi. Nói đến đây, có lẽ có người sẽ hỏi, Quán Thế Âm Bồ Tát tại sao chỉ cứu người niệm danh hiệu của Ngài, mà 5 ngôi nhà lá không biết niệm Phật kia
thì phó mặc cho lửa không ra tay cứu. Nên biết rằng lúc đó con đường dân ái của các nhà lân cận là một con đường nhỏ rất dài. Nếu như nhà của Awai bị lửa cháy, thế của lửa hướng về phía bắc thì sẽ lan ra hết con đường này, và khi đã phát lửa rồi thì không thể thu dọn gì kịp. Như thế tổn thất không sao tính cho xuể, đồng thời năm ngôi nhà lá nhỏ kia cũng không chắc được may mắn thoát khỏi. Thật là Phật, Bồ Tát và hộ, việc lớn quá thành việc nhỏ, việc nhỏ quá thành không. Cũng là may mắn gặp được thiền tri thức sư tỷ Ngọc Phương từ bi phước đức che chở. Hỏi: Kính thưa thầy, theo tục lệ ông bà nói, con cái là nhờ đức cha mẹ. Như cha mẹ hiền đức thì con cái cũng nhờ đó ăn theo, phải không thưa thầy? Đáp: Câu nói này rất đúng. Con cái nhờ đức của cha mẹ, vì có nhân quả thiện mới sanh vào nhà hiền đức. Nhờ gương hạnh hiền đức của ông bà cha mẹ nên con cái cũng trở thành hiền đức. Nhờ hành động hiền đức của con cái mà nó được hưởng phước. Nếu hành động nó làm ác hiện thời thì nó thọ hết phước của đời trước đã gieo vào nhà hiền đức, thì nó phải thọ lấy tai ương của hành động hiện tại. Ví dụ, những đứa con được sanh vào nhà giàu có nhưng lại thích ăn chơi trác tán, rượu chè, bài bạc, tỳ ke, ma túy, vân vân, không thích học hành. Những đứa con này không thể lấy phước đức của ông bà cha mẹ mà che chở chúng được. Do đó suy ra, chúng ta biết phước báo là phải do chính con cái tạo ra, chứ không phải do phước đức của ông bà cha mẹ mà nó hưởng được. Nó chỉ hưởng được ảnh hưởng tốt của ông bà cha mẹ mà thôi. Còn nó được chia gia tài của cải hoặc làm ăn khá giả đều do phước báo đời trước của nó, nên mới sanh vào nhà giàu có và hiền đức. Tóm lại, nếu một người được tái sanh vào nhà hiền đức là do tiền kiếp khéo tu thiền pháp, nếu trong kiếp hiện tại không theo gương đức hạnh của cha mẹ ăn hiền ở lành, thì ngay trong kiếp hiện tại đó cũng phải gặt hái những tai ương họa khổ vì chính hành động bất thiện của con cái. Dù cha mẹ có hiền đức nhưng con cái vẫn phải thọ khổ. Vì thế, có những gia đình hiền đức mà con cái chẳng hiền đức chút nào, thường nghiện ngập tỳ ke, ma túy, rượu chè, bài bạc, vân vân. Đây là môi trường tốt nhưng hạt giống xấu. Ngược lại, có những gia đình không hiền đức mà những đứa con ngoan tốt, chăm học, không tham lam trộm cắp, không rượu chè bài bạc, hút sách, không xì ke ma túy. Đây là môi trường xấu mà hạt giống tốt. Con cái nhờ đức của cha mẹ là nhờ cái gương đức hạnh để làm tốt theo, chứ không phải nhờ vào đức hạnh của cha mẹ mà thọ hưởng sự giàu sang phú quý. Theo luật nhân quả, ai làm thiện thì hưởng phước báo, ai làm ác thì phải chịu quả khổ, không ai giúp cho ai được. Dù là cha mẹ có thương con cách nào cũng không giúp được. Nếu chính bản thân nó không ăn hiền ở lành, sống đời sống thiếu đạo đức, thì nó phải chịu lấy hậu quả xấu. Dù cha mẹ có ở hiền đức gì cũng không cứu nó được, chỉ trừ cha mẹ thiếu nợ nhân quả của nó, nên nó đến nó đòi bằng cách phá của cải tài sản của cha mẹ tiêu tan. Cho nên có câu: con cái nhờ đức của cha mẹ. Nếu không khéo hiểu thì câu này trở thành lời nói phi đạo đức nhân quả, khiến cho con cái dựa lưng vào cha mẹ mà không tự lực vươn lên trong nền đạo đức nhân bản nhân quả, thì cuộc đời của nó chỉ là một cuộc đời khổ đau tiêu cực. Lỡ tay làm chúng sanh chết thì phải làm sao? Câu hỏi của Diệu Tịnh. Hỏi: Kính thưa thầy, thầy đã dạy chúng con tu tập trau dồi lòng từ bi hỷ xả trong công việc làm hàng ngày. Lỡ tay làm chúng sanh đau khổ hoặc chết, trước cảnh đau khổ và chết của chúng sanh, con phải làm như thế nào để tránh sự trạo hối trong tâm con? Nhất là con đã xuất gia, để khỏi bị khuyết giới và nhân quả. Đáp: Xưa, Đức Thế Tôn là người đi kinh hành nhiều nhất, ngay cả ban đêm. Vì thế,
làm sao không vô tình dẫm đạp lên chúng sanh? Giới luật dạy không giết hại chúng sanh, tức là dạy không cố tình giết hại chúng sanh, chứ không phải dạy vô tình. Tứ vô lượng tâm là dạy từ bi hỷ xả, là để đối trị tâm tham sân si ngã mạn nghi, chứ không phải dạy vô tình sát sanh. Chánh niệm tỉnh giác định là dạy chúng ta tỉnh thức trong mọi hành động để tránh sự vô tình sát sanh. Có tỉnh thức làm sao vô tình sát sanh? Chỉ thiếu tỉnh thức say mê công việc hoặc làm cho rồi việc thì mất tỉnh thức, nên mới có trường hợp xảy ra vô tình sát sanh. Người đi tu có tỉnh thức không bao giờ vô tình sát sanh. Người làm mọi công việc có tỉnh thức cũng không vô tình sát sanh. Chỗ nào có chúng sanh nhiều chúng ta nên tránh, dưới cỏ, dưới đất. Ta rất ý tứ, nhưng không thấy lỡ tai làm cho chúng đau khổ hoặc chết. Khi làm lỡ tai như vậy, trước thể xác chúng sanh, con hãy chắp tay lên trước ngực và xin ước nguyện cho chúng sanh đang chết được sanh làm người, được gặp Phật Pháp, được gặp Minh Sư, được tu hành đến nơi đến chốn, đừng sanh làm loài chúng sanh nữa. Một hạt gạo, một củ khoai, một trái cây chúng ta ăn để sống hàng ngày đều có sự gián tiếp giết hại chúng sanh trong đó. Người nông dân sản xuất gạo và thực phẩm cho sự sống của con người, họ phải giết hại các loài sâu bọ, côn trùng, mà còn phải giết các loài chim, chuột và các loài cầm thú khác để bảo vệ thực phẩm mùa màng. Tuy chúng ta không trực tiếp giết hại, nhưng chúng ta ăn thực phẩm là đã gián tiếp giết hại. Bởi vậy, có thân này là thân nhân quả nghiệp báo, không thể nào thoát khỏi nhân quả. Tuy là vô tình, nhưng cũng phải đền nợ máu. Đời sống chúng ta không còn cách nào khác hơn khi ta đã là con người và chúng sanh đã là con vật. Nợ máu xương trong tiền kiếp, kiếp này gặp nhau, tuy vô tình cũng phải trả dây, dây trả. Đạo Phật dạy chúng ta những gì chưa thấu hiểu, phải thấu hiểu. Có thấu hiểu lý của đạo, ta mới vững tâm tu hành. Nếu không thấu lý của đạo, tưởng chừng như không thể nào tu hành nổi. Mới nghe giới luật đạo đức hiếu sinh của đạo Phật, chúng ta chỉ còn có nước nhịn ăn, nhịn uống, treo chân, treo tay, chẳng còn dám làm gì cả. Nhưng tội do đâu mà có? Do tâm mà có tội. Tâm do đâu mà có? Do dục mà có. Dục do đâu mà có? Do tham, sân, si mà có. Mục đích tu tập của đạo Phật là đoạn dứt tham sân si, chứ không phải đoạn dứt sự vô tình sát sanh. Khi nào tâm tham sân si hết là tâm đã bất động, mà tâm đã bất động thì còn hoàn cảnh, đối tượng và sự việc nào làm họ đau khổ thì làm sao gọi là có tội? Tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm bất động rồi tội có được không? Ở đây chúng ta đã hiểu được lý của đạo, nhưng còn tu hành phải như thế nào? Tùy mọi hoàn cảnh, mọi việc làm, mọi đối tượng, cẩn thận, ý tứ, tỉnh thức để tránh vô tình sát sanh được ở mức nào, tốt mức nấy. Đừng làm đại, làm đùa cho xong việc, mà hãy lấy việc làm thực hiện tứ vô lượng tâm. Tránh vô tình giết hại bằng sức tỉnh thức và pháp hướng tâm để quét sạch tâm tham, sân, si, vô lậu. Người đời không biết tu, dù họ có tránh sát sanh hoặc vô tình sát sanh bằng mọi cách, nhưng tội khổ họ vẫn phải chịu. Người tu biết cách diệt ngã,
xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Dù tội họ có chất ngập cả không gian này, tâm họ bất động vẫn không thấy có tội. Tại sao vậy? Tại vì có tâm động mới có tội. Mục đích tu hành là lo diệt ngã, xả tâm, chứ không đoạn dứt sự vô tình sát sanh. Nhưng phải cẩn thận ý tứ từng hành động để tránh sự vô tình sát sanh. Đó là một hành động tu tỉnh thức tốt nhất. Trước sự quằn quại đau thương của chúng sanh dưới bàn tay vô tình của mình, chúng ta không thấy thương tâm sao? Người tu sĩ Phật giáo phải lấy tứ vô lượng tâm thực hiện định chánh niệm tỉnh giác. Nhờ đó mới đạt được tâm vô lậu và nhập được tứ thánh hiện tại an lạc trú định một cách dễ dàng, không còn khó khăn nữa. Đừng tu tập theo kiểu tịnh độ một cách giả dối gian ác và lừa đảo mọi người. Tay cầm dao cắt cổ gà, miệng đọc chú giảng sanh: Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Và Đa Dạ. Đọc thần chú này, khi con gà bị chết, linh hồn sẽ được về cực lạc Tây Phương để được sanh làm người. Thật là lừa đảo, dối người. Những người tu theo tịnh độ với việc làm như vậy được xem là thực hiện tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả ư. Thời nay, người xuất gia làm nhiều việc không phải việc của người xuất gia, nên thường phạm tội lỗi, nhất là tội sát sanh. Ngày xưa, người xuất gia chỉ duy nhất có một nghề khất thực. Vì nghề đi khất thực nên ít phạm lỗi lầm. Do đó, tập tu tứ vô lượng tâm rất dễ dàng. Chỉ cần tỉnh thức trên từng bước đi của mình là đã thực hiện được. Bằng cách nào kiếp sau gặp được chánh Phật Pháp? Câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: Kính thưa Thầy, nếu kiếp này con không tu giải thoát được, nhưng có hiểu chút ít chánh Pháp, làm thế nào để kiếp sau con vẫn nhớ và ngộ đạo được sớm hơn 6-7 tuổi đi tu? Đáp: Nếu muốn kiếp sau gặp được chánh Pháp tu hành, thì kiếp này mỗi tháng con nên chọn một ngày thọ bát quan trai. Thọ bát quan trai là phương pháp học làm Phật một ngày. Chỉ một tháng có một ngày làm Phật, thì đó là gieo duyên với chánh Phật Pháp, để kiếp sau còn có duyên gặp được chánh Phật Pháp. Đức Phật ví dụ như cây cổ thụ kia, nó nghiêng về hướng nào thì bóng nó nghiêng về hướng ấy. Thọ bát quan trai là phương pháp tu tập giữ gìn giới đức thánh tăng. Nếu một ngày tu tập thọ bát quan trai, chịu khó con tư duy lại xem, có phải ngày ấy là một ngày con ly dục, ly ác pháp chăng? Có phải ngày ấy là ngày con sống cho con phải không? Nếu ngày ấy con tu hành đúng pháp của Phật, thì con tìm thấy được một ngày giải thoát hoàn toàn. Ngày thọ bát quan trai mà con biết buông xuống hết những gì đang trói buộc trong con, thì con tìm thấy một chân trời hạnh phúc tại ngày đó. Ngày thọ bát quan trai là ngày con gieo nhân với chánh pháp của Phật, ngày ấy không bao giờ mất. Ngày thọ bát quan trai là ngày con thắp sáng ngọn đèn trí tuệ giải thoát trong con, và ngọn đèn trí tuệ ấy cháy mãi cho đến khi con hoàn toàn chấm dứt sanh tử luân hồi vào niết bàn. Như vậy, ngày thọ bát quan trai là ngày quan trọng nhất của đời người cư sĩ của các con. Nó là một mốc quan trọng quyết định cho cuộc đời tu hành theo chánh Phật Pháp. Các con hãy ghi nhớ những lời dạy trên đây, nhưng các con cũng phải đề phòng, vì có những loại thọ bát quan trai giả lừa đảo mà không đúng chánh pháp của Phật. Ví dụ,
Thọ Bát Quan Trai bằng cách tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, nghe thuyết pháp. Đó là Thọ Bát Quan Trai của Bà La Môn. Thọ Bát Quan Trai đúng cách của Phật giáo thì không được tập trung đông người vào thiền đường, tổ đường, đại hùng bảo điện, mà chỉ mỗi người ở riêng một cái thất, sống độc cư, phòng hộ sáu căn và tu tập tứ niệm xứ, đẩy lui các chướng ngại pháp trên bốn chỗ: thân, thọ, tâm, pháp, khiến cho thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự suốt ngày hôm ấy. Giống như Phật và chúng tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni ngày xưa trong thời Phật còn tại thế, có tu tập đúng như vậy mới gieo duyên với chánh pháp. Nhờ đó muôn đời ngàn kiếp không sợ mất chánh pháp. Nhập tam thiền có hết lậu hoặc chưa? Câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: Kính thưa Thầy, khi một vị tỳ kheo nhập được tam thiền, có thể hết lậu hoặc chưa? Không còn tham sân. Đáp: Trong kinh dạy, một vị tỳ kheo nhập được tam thiền mới đoạn dứt năm hạ phần kiết sử, còn năm thượng phần kiết sử chưa đoạn. Vì thế, lậu hoặc chưa hết. Một người nhập tam thiền mà chưa có tứ thần túc là người nhập tam thiền của ngoại đạo. Riêng kinh nghiệm bản thân của Thầy, một vị tỳ kheo nhập được sơ thiền là ly được tâm dục, còn nhập được tam thiền là ly được tưởng dục. Tuy gốc lậu hoặc chưa quét sạch, nhưng cũng tìm thấy sự an ổn bất động của tâm. Chỉ khi nào chứng lậu tận minh thì lậu hoặc mới thật sạch, chừng đó mới chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Khi nhập tứ thiền, nơi đây có hai ngõ diệt sạch lậu hoặc. Một ngõ đi về tam minh và một ngõ đi về diệt thọ tưởng định. Nếu đi về ngõ diệt thọ tưởng định thì thân tâm như cây đá, thân giống như người chết nhưng không hoại diệt. Nhờ từ trường định của diệt thọ bảo vệ thì trong lúc nhập diệt thọ tưởng định không có lậu hoặc. Đi ngõ tam minh thì thân tâm giống như người sống bình thường nhưng bất động trước các ác pháp, tâm luôn lúc nào cũng thanh tịnh và thanh thản, an lạc, vô sự. Sống chết bệnh đau là việc vô thường của nhân quả, không tác động được thân tâm họ. Họ sống một đời sống còn lại những ngày an vui tuyệt vời. Người giảng thiền thâm sâu có phải vượt qua năm ấm chưa? Câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: Kính thưa Thầy, một vị tỳ kheo thuyết giảng thiền rất thâm sâu, tâm vượt năm ấm tường tận, có phải vị ấy đã trải qua kinh nghiệm tu mà nói lên? Đáp: Một vị tỳ kheo nhập tam thiền không thể vượt qua năm ấm được, chỉ có nhập diệt thọ tưởng định mới vượt qua năm ấm. Một vị tỳ kheo thuyết giảng thiền rất thâm sâu về lý, nhưng không trải qua kinh nghiệm tu hành mà nói lên, nên phần nhiều lạc vào tưởng pháp do tưởng tuệ. Sự giảng kinh thuyết pháp rất hay, nhưng xét cho cùng chỉ là một lý thuyết suông ở đầu môi chót lưỡi, nên pháp hành tu tập không thông, tu tập sai pháp không có kết quả. Vì thế họ chưa bao giờ nhập định được. Trong kinh sách Phật có dạy 6 loại tưởng: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tưởng. Người tu thiền định lạc vào định tưởng, pháp tưởng triển khai, luận thiền, luận đạo rất là thâm sâu về lý, nhưng pháp hành không vững. Thiếu kinh nghiệm bản thân, chỉ vay mượn trong kinh sách nói hoặc tưởng theo chữ nghĩa giảng dạy ra, có khi đúng nhưng cũng có khi sai. Những gì của các nhà học giả giảng ra theo tưởng giải thì không thể nào tu tập được vì thiếu kinh nghiệm tu. Thiền Đông Độ và kinh sách Đại Thừa đều do tưởng giải của người xưa, nên chúng ta tu tập không đưa đến kết quả rốt ráo được. Định cũng không ra định, tuệ
cũng không ra tuệ, cuối cùng chỉ trở thành một trò hí luận, chứ chẳng thấy có ai làm chủ sanh già bệnh chết cụ thể. Bởi vì các thiền sư thời đại của chúng ta nói nhiều, mà bệnh đau thì đi nằm nhà thương, bác sĩ trị, thì thử hỏi làm sao chúng ta tin miệng họ được. Người tu thiền Đông Độ sống vì danh, vì lợi, nên luôn luôn tranh luận hơn thua và còn dùng những danh từ nói xấu kẻ khác. Trong khi đó tu hành chỉ có hình thức mà chẳng có ai nhập định làm chủ sanh già bệnh chết được. Xưa Đức Phật từng đã nhắc nhở chúng ta, đừng có tin mà hãy tin những gì chúng ta thực hiện có lợi ích, không làm khổ mình khổ người. Cho nên người ta thuyết giảng hay, chưa hẳn họ đã làm được hay. Tam Minh, câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: Kính thưa Thầy, trong băng Thầy phủ nhận không có lục thông và tam minh. Qua suốt giáo án chúng con ngầm hiểu Thầy có được những điều ấy. Tại sao Thầy không nhận để nó là linh hồn, là niềm tin vững chắc của giáo án? Con nhớ Phật còn bảo: Ta đã chứng được tam minh, lậu tận ta đã hết. Đáp: Thầy phủ nhận tam minh, lục thông là vì thần thông không phải là mục đích tu hành giải thoát của đạo Phật. Một người tu hành làm chủ được sự sống chết và chấm dứt luân hồi thì tam minh, lục thông họ phải đầy đủ. Nhưng vì nó không phải mục đích, nếu dùng nó thì người ta đến với đạo Phật sẽ sai mục đích. Mà đã sai mục đích thì không bao giờ làm chủ sanh, già, bệnh, chết được. Nếu không làm chủ sanh, già, bệnh, chết được thì tam minh, lục thông cũng chẳng bao giờ có. Và nếu có thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Phật là đấng giáo chủ, Ngài tuyên bố thần thông như vậy là để đối phó với ngoại đạo. Các đệ tử của Ngài không được tuyên bố như vậy. Kinh Đại Thừa dạy: Còn thấy mình chứng quả A-la-hán là chưa chứng quả A-la-hán. Đó là lối lý luận lừa đảo của Đại Thừa, che đậy khi tu hành chưa đến nơi đến chốn. Còn Phật giáo Nguyên Thủy, tu đến đâu chứng đến đấy. Tâm có tham thì biết tâm có tham, tâm không tham thì biết tâm không tham. Tâm có sân thì biết tâm có sân, tâm không sân thì biết tâm không sân. Tâm có tam minh lục thông thì biết tâm có tam minh lục thông. Tâm không có tam minh lục thông thì biết tâm không có tam minh lục thông. Và biết sử dụng đúng thời, không bị lợi danh làm mờ tâm trí. Do đó, Thầy phủ nhận không tự xưng mình có tam minh lục thông, mà chỉ biết có sự giải thoát mà thôi. Thầy không dụ dỗ người theo Thầy tu hành bằng thần thông. Ai thấy con đường tu hành của Thầy là phương pháp sống đạo đức giải thoát, không làm khổ mình, khổ người, thì theo. Còn không muốn sống đạo đức, nhân bản, nhân quả, thì Thầy không ép, không mời, không lôi cuốn bằng những kinh sách nói láo, bằng sự mê tín, bằng bùa chú thần thông, vân vân. Trên đường tu tập thiền định để đi đến sự cứu cánh thì phải đi ngang qua lục thông tam minh, nên biết nó rõ ràng, nhưng không phải vì tu để chứng nó. Nó không phải là mục đích để chúng ta chứng. Mục đích tu chứng là tâm bất động. Cây lúa có gạo và trấu. Gạo chúng ta lấy, trấu chúng ta bỏ. Thần thông ví như vỏ trấu, còn tâm bất động là gạo. Cho nên tu tập theo Phật giáo, tâm không được tham đắm thần thông. Còn tham đắm thần thông là không bao giờ tâm ly dục ly ác pháp được. Tâm không ly dục ly ác pháp thì không bao giờ nhập chánh định được.
mà không nhập được chánh định thì không bao giờ có lục thông tam minh. Người chưa ly dục ly ác pháp mà nhập được định, đó là tà định. Vì thế, họ có ngũ thông chứ không được lục thông tam minh như người tâm ly dục ly ác pháp. Người tâm chưa ly dục ly ác pháp, dù họ có ngũ thông, có nhập định, để lại nhục thân, nhưng không làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi được. Thần thông không phải cốt tủy và niềm tin của đạo Phật. Vì thầy tu hành có thần thông, nhưng thầy xem nó là một trò ảo thuật để dễ lừa đảo người khác. Xưa, ông thân của thầy là một tu sĩ mật tông. Ông lên núi Bà Đen và sang núi Cậu tu luyện thần thông rất linh diệu và màu nhiệm. Ông đã truyền lại cho thầy tất cả mật chú, nhưng thầy không phải là kẻ lừa đảo và ác độc, nên thầy quyết tâm đi tìm đường tu tập giải thoát, ra khỏi mọi sự đau khổ của kiếp làm người. Chung quanh chùa nơi thầy đang ở lúc bấy giờ toàn là một hàng rào tre. Đến mùa măng mọc, người chung quanh xóm nghèo khổ lén vào cắt trộm măng. Ông thân thầy dùng bùa chú yểm, khiến cho người giàu đến ranh giới chùa là bất động đứng như trời trồng. Ông thân của thầy chỉ còn ra bắt và khuyên không nên trộm cắp. Nếu còn trộm cắp măng thì ông thân thầy sẽ đưa đến làng xã, khiến cho người ta quá sợ. Bùa chú của ngoại đạo mà còn màu nhiệm như vậy, huống là tâm ly dục ly ác pháp thanh tịnh hoàn toàn, thì sự màu nhiệm của tâm không thể lường được. Vì thế, người tu sĩ Phật giáo đi tu không cầu mong lục thông tam minh, mà vẫn có đầy đủ lục thông tam minh. Không tu luyện lục thông tam minh mà vẫn có lục thông tam minh đầy đủ. Người đi tu theo Phật giáo mà còn có tâm cầu lục thông tam minh thì đã tu sai đường. Hãy xa lìa và đoạn trừ tâm đó, mà chỉ cố gắng tu tập sống một đời sống ly dục, ly ác pháp, thì nơi đó là niết bàn, là hạnh phúc, là sự giải thoát của một kiếp làm người, là đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Thế là đủ lắm rồi, có còn mong muốn những điều gì hơn, phải không con? Cho nên, thầy biết đủ thứ thần thông, nhưng thầy không chấp nhận thần thông và thế giới siêu hình. Luôn luôn lúc nào, thầy cũng muốn đem lại cho con người một nền đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Đó là một sự lợi ích thiết thực. Còn thần thông chỉ là một trò lừa đảo, làm khổ người. Chẳng hạn như ông thân của thầy. Nếu ông thân của thầy vắng mặt, không có ở chùa, thì các con nghĩ sao? Khi người trộm cắp măng này bị bùa chú bắt cứng mình, thì họ sẽ khổ biết dường nào. Trên cuộc đời này, con có thấy những người tu hành có thần thông đem lại hạnh phúc gì cho con người chưa? Hay chỉ là những người có thần thông luôn luôn làm việc bất chánh, làm khổ đau người, tiền mất tật mang? Nếu thầy không giải thích cho các con rõ mà nhận mình có thần thông, là thầy đã phỉ báng Phật giáo, là thầy đã hại Phật giáo. Vì Phật giáo không phải là những tôn giáo tu tập để có thần thông, dùng thần thông cám dỗ người theo đạo mình, mà Phật giáo là tôn giáo tu tập làm ích lợi cho mình, cho người. Thầy không lấy thần thông cám dỗ các con theo Phật giáo, mà chỉ lấy đạo đức dạy các con đối xử với nhau để không làm khổ mình,
khổ người. Đó là các con thoát khổ. Các con nên hiểu, có thần thông là không có đạo đức, có đạo đức là không thực hiện thần thông. Ai muốn tu theo thầy để cầu sống một đời sống không làm khổ mình, khổ người, để tâm hồn được thanh thản, an lạc và vô sự, thì theo. Bằng cầu thần thông thì đi tìm nơi khác mà tu, chứ ở đây thầy chẳng có thần thông để dạy. Thầm tứ, câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: xin thầy giảng rõ thêm tầm tứ, cách diệt tầm tứ. Đáp: tầm là suy tư, suy nghĩ. Tứ là ý tứ, tác ý ra. Tầm tứ có hai loại: một, tầm tứ ác; hai, tầm tứ thiện. Muốn diệt tầm tứ, ta phải diệt tầm tứ ác trước. Một, diệt tầm tứ ác, ta phải tu tập phòng hộ sáu căn, thiểu dục tri túc, ăn ngủ không được phi thời, tu định chánh niệm tỉnh giác, tu định vô lậu, ly dục, ly ác pháp. Tu tập tứ chánh cần, ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Hai, diệt tầm tứ thiện, ta phải tu định niệm hơi thở, định diệt tầm giữ tứ, tu tập pháp hướng tâm, tu tập định diệt tứ. Tóm lại, tâm tứ là sự tác ý và sự tư duy suy nghĩ của ý thức. Con nên đọc thêm bài kinh Song Tầm và An Trú Tầm thì mới rõ nghĩa tầm tứ một cách cụ thể hơn, mà Đức Phật đã chỉ dạy một cách tường tận trên bước đường hành thiền theo Phật giáo. Chính Ngài cũng nhờ sự tu tập này mà thành chánh giác. Muốn diệt tầm tứ, chỉ có tứ thần túc thì diệt tầm tứ rất dễ dàng. Ngoài tứ thần túc, diệt tầm tứ rất khó khăn. Chư tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ, khi chưa thành chánh giác và còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau. Ta sống suy tư và chia hai suy tầm. Chư tỳ kheo, phàm có dục tầm nào, dục tầm là lòng ham muốn khởi lên trong ta. Bất cứ một sự ham muốn điều gì đều là dục tầm. Ví dụ, chúng ta đang tu tập giữ gìn tâm không phóng dật thì bỗng dưng khởi niệm thần thông. Nếu tu tập có thần thông, mình sẽ phóng hào quang hoặc tịnh chỉ hơi thở cho phóng viên báo chí, truyền thanh, truyền hình biết để loan tin, thì chắc chắn người ta sẽ theo đạo Phật nhiều, và như vậy chúng ta sẽ chấn hưng Phật giáo rất nhanh. Những niệm khởi như vậy gọi là dục tầm. Sân tầm nào? Sân tầm là lòng tức giận khởi lên trong ta. Hại tầm nào? Hại tầm là lòng nham hiểm, độc ác khởi lên, tìm cách này cách nọ để nói xấu người khác, hoặc tìm mưu cách hãm hại, khiến cho người khác đau khổ, khiến cho người khác mất uy tín, khiến cho tín đồ không còn theo tu tập, khiến cho người khác mất nghề nghiệp, đói khổ, vân vân. Ta phân thành phần thứ nhất, phàm có ly dục tầm nào. Ly dục tầm là lìa lòng ham muốn. Vô sân tầm nào? Vô sân tầm là tâm không còn giận hờn. Vô hại tầm nào? Vô hại tầm nào là tâm không còn mưu đồ tính toán hại người, nói xấu người. Ta phân làm phần thứ hai, chư tỳ kheo, rồi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Khi dục tầm khởi lên, ta tuệ tri. Dục tầm này khởi lên nơi ta, và dục tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư, dục tầm này đưa đến tự hại, dục tầm này được biến mất. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư, dục tầm đưa đến hại người, dục tầm được biến mất. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư, dục tầm đưa đến hại cả hai, dục tầm được biến mất
Chư tỳ kheo, khi ta suy tư, dục tầm diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn, dục tầm được biến mất. Chư tỳ kheo, như vậy ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận dục tầm, sân tầm, hại tầm. Qua đoạn kinh này, chúng ta xét thấy một phương pháp tu thiền định rất thực tế của Đạo Phật. Ở đây chúng ta không thấy Đức Phật dạy ngồi thiền, nhiếp tâm bằng cách này, cách khác, mà chỉ dạy chúng ta cách thức tư duy, suy nghĩ về lòng ham muốn của mình, xem coi lòng ham muốn của mình có còn ham muốn cái gì không. Nếu còn, thì Đức Phật gọi là dục tầm. Nếu thấy lòng mình không còn có ham muốn, thì Đức Phật gọi đó là ly dục tầm. Nếu chúng ta còn dục tầm, thì Đức Phật dạy chúng ta quán xét dục tầm. Dục tầm sẽ đưa đến tự hại ta, hại người và hại cả hai. Bởi vì còn dục tầm sẽ làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Do hiểu biết như vậy, ta liền xa lìa dục tầm. Nhờ có xa lìa dục tầm, ta mới thấy được tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm thanh thản, an lạc và vô sự là tâm ly dục ly ác pháp. Tâm ly dục ly ác pháp là tâm nhập sơ thiền. Tâm nhập sơ thiền là tâm lìa tham sân si. Tâm lìa tham sân si là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh ấy là thiền định của Đạo Phật. Như vậy, bài kinh Song Tầm là bài kinh dạy chúng ta tu thiền định của Đạo Phật. Chúng ta nên đọc thêm một bài kinh nữa, đó là bài kinh An Trú Tầm. Bài kinh Song Tầm, Đức Phật dạy chúng ta lựa chọn tầm thiện, loại trừ tầm ác ra khỏi tâm. Qua bài kinh này, chúng ta đã biết cách lựa chọn tầm thiện, nhưng chưa biết cách sống trong tầm thiện. Vì thế, đến bài kinh An Trú Tầm, Đức Phật dạy chúng ta cách thức tu tập để được an trú trong tầm thiện. Đó là một phương pháp rất đặc biệt của Phật giáo trong việc nhập định, mà không có một giáo pháp nào của ngoại đạo có được. Chư tỳ kheo muốn thực hiện tu tăng thượng tâm, cần phải thường thường tác ý năm tướng. Thế nào là năm? Tỳ kheo y cứ tướng nào, tác ý tướng nào, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi. Thời này các tỳ kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia, thì các ác bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được diệt trừ, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Đây là phương pháp thứ nhất mà Đức Phật dạy. Khi trong thân thọ tâm pháp của chúng ta có ác pháp xâm chiếm, thì phải tác ý một tướng khác, tướng ác đó, tức là một tướng thiện. Tướng thiện là một tướng đi ngược lại với tướng ác đó. Nhờ có tác ý một tướng thiện đối trị lại tướng ác đó, nên tướng ác đó bị đoạn trừ và tiêu diệt. Lúc bây giờ, tâm chúng ta mới đẩy lui chướng ngại pháp, tức là ngăn ác, diệt ác pháp, để tâm được an trú trong tâm thiện, để được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh, tức là nhập định. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy tác ý một tướng khác với tướng kia, liên hệ đến thiện, mà các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên. Thời này chư tỳ kheo ấy cần phải quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy. Đây là những tầm bất thiện, đây là những tầm có tội, đây là những tầm có khổ báo. Nhờ quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Đây là phương pháp thứ hai dùng quán tư duy để ngăn ác, diệt ác pháp, để tâm được an trú trong tầm thiện, tức là an trú trong định.
Một người tu thiền định để tìm sự giải thoát thì không thể thiếu phương pháp tu tập này được. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy trong khi quán sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn còn khởi lên, thời này chư tỳ kheo ấy cần phải không ức niệm, không tác ý những tầm ấy. Nhờ không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được diệt trừ, đi đến diệt vong. Nhờ chính diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Đây là phương pháp thứ ba để an trú trong tầm thiện, tức là ngăn ác diệt ác pháp, để tâm ly dục ly ác pháp, nhập bất động tâm, sơ thiền. Do ly dục tầm mới được tầm tứ thiện, mới được nhất tâm định tĩnh. Phương pháp tu tập này cũng giống như người không muốn nhìn thấy các sắc pháp nên nhắm mắt hoặc nhìn chỗ khác. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy trong khi không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, chư tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy cần phải tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm. Nhờ tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, đến sân, đến si được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Đây là phương pháp thứ tư để an trú trong tầm thiện bằng cách tác ý các hành trong thân và giảm các hành dần để đi đến an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Nhờ có an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh thì tâm mới không phóng dật. Tâm không phóng dật thì tâm mới ly dục, ly ác pháp dễ dàng. Phương pháp ngăn ác, diệt ác pháp này tu tập có hiệu quả hay không là do đặc tướng của mỗi hành giả. Pháp này được xem là pháp môn tu tập trong thân hành niệm để an trú tầm thiện và rất có hiệu quả khi một người có nhiệt tâm tu hành. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy trong khi tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, đến sân, đến si vẫn khởi lên, thời chư tỳ kheo, tỳ kheo phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân và si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Đây là phương pháp thứ năm của pháp an trú tầm thiện, cũng là phương pháp cuối cùng trong khi chiến đấu với các ác bất thiện pháp. Phương pháp này chúng tôi thường gọi là niệm lực, hay là pháp gom tâm vào tụ điểm để nhẫn nhục trước các ác bất thiện pháp, để diệt trừ tâm loạn động, để diệt trừ tâm si mê, ham ngủ nghỉ, hôn trầm thùy miên vô ký, để diệt trừ tâm tham dục, để diệt trừ tâm đang tức giận, để diệt trừ tâm đang khi thân bị bệnh khổ, vân vân. Phương pháp này là phương pháp chống trả lại các ác pháp rất mãnh liệt, để tận diệt cho bằng được các ác bất thiện pháp. Tóm lại, trong năm phương pháp tu tập để an trú tầm thiện, Đức Phật đã trao cho chúng ta tất cả kinh nghiệm tu hành để đưa đến chỗ tâm không phóng dật. Năm phương pháp an trú tầm là năm phương pháp dùng để ngăn ác, diệt ác pháp tuyệt vời, mà một người tu tập phải luôn luôn sống với pháp môn này như hơi thở mà chúng ta đang thở. Nếu hơi thở dừng thì chúng ta ra người thiên cổ. Còn pháp môn này rời khỏi chúng ta thì chúng ta sống trong hỏa ngục cũng như người chết chưa chôn. Trên đường về xứ Phật, Đức Phật đã trang bị cho chúng ta đủ mọi thứ cần thiết để vượt qua những đoạn đường gian nan khốn khổ và nguy hiểm. Nếu chúng ta bền chí, kiên cường, dũng cảm thì chắc chắn sẽ đến nơi, đến chốn an toàn. Bồ Tát Quan Âm do tưởng sao có sự linh thiêng?
Câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: Kính thưa Thầy, Bồ Tát Quan Thế Âm do tưởng mà có, nhưng cũng có sự linh thiêng và cứu độ. Xin Thầy giảng cho chúng con được hiểu. Đáp: Chính vì người ta thấy những bóng ma phản phất, những sự linh thiêng của những nhân vật tưởng tượng, nên thế giới siêu hình mới có. Không ai giải thích được những hiện tượng kỳ lạ đó, do đâu mà có, khoa học cũng đành bó tay. Chỉ có những người nhập được chánh định, vượt qua cảnh giới hữu sắc và vô sắc, tức là vượt qua các loại định tưởng, thì mới thấy được thế giới siêu hình rõ ràng, và sự linh thiêng đó do đâu mà có. Thân chúng ta gồm năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thế giới hữu hình, tưởng là thế giới vô hình. Người ta hiểu tưởng là do sự tưởng tượng. Tưởng ở đây không phải là tưởng tượng, là tưởng ấm cũng như sắc ấm vậy, chứ không phải sự tưởng tượng. Sắc ấm có cảnh giới của sắc ấm như nhà cửa, cây cỏ, vạn vật, cầm thú, vạn hữu, vân vân. Thì cảnh giới tưởng ấm cũng vậy, nó chỉ khác là vô sắc, vì nó là hình ảnh bóng dáng theo khuôn mẫu của thế giới sắc ấm, hữu hình. Nó cũng giống như cây cổ thụ kia, hình và bóng của nó. Cây là thế giới hữu hình, còn bóng của nó là thế giới siêu hình. Cho nên, cây không có thì bóng cũng không có. Vì thế, thân người mất thì linh hồn người cũng không còn. Cảnh giới hữu hình và siêu hình của một người, nó theo nhau như hình với bóng. Bước đến thì nó hiện ra giải nạn do một niềm tin ở vị thần thánh nào đó. Ngược lại, người đó không tin thần thánh thì nó khiến người đó lỡ tàu, lỡ xe để thoát nạn. Đồng thời, mọi người cũng thấy ở một góc độ nào đó thì đó là do cộng nghiệp và do lòng tin, nhưng nó còn tùy ở tưởng ấm hoạt động giao cảm mạnh hay yếu. Người tu tập thiền định, trạng thái tưởng xuất hiện kỳ lạ. Nếu không có thiện hữu tri thức thì không thể nào ngồi yên nổi để tu. Trường hợp đó, người tu nào cũng đều cho đó là thế giới quan hùng đến phá. Thấy một tảng đá hoặc một người ngồi giữa đường, người lái xe lạc tay lái gây tai nạn, đó là nghiệp ác đến, tưởng ấm xuất hiện ra. Một người té xuống sông, có cảm giác như có người lôi họ xuống nước, đó là nghiệp ác lôi họ xuống, nhờ tạo thiện nên có người cứu thoát họ. Luật nhân quả nghiệp báo sử dụng sắc ấm và tưởng ấm rất là vi diệu, mà loài người không thể lường được. Hàng ngày, một người không tu tập và không trau dồi thân tâm bằng thiện pháp, nhân quả nghiệp báo sai sắc ấm của họ làm những điều tội ác mà họ không hề hay biết. Đến khi tội khổ thì họ lại than trời trách đất, đi cầu khẩn thần thánh gia hộ. Còn nhân quả nghiệp báo sai tưởng ấm của họ gây tai họa hoặc cứu họ thoát chết thì họ cho oan hồn quỷ ma tác họa. Ngược lại, được phước báo thì cho là thần thánh, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ bình an. Mọi người sống trong thế giới đối đãi mà không thấy đối đãi, sống trong thế giới nhân quả mà không thấy nhân quả. Con người từ nhân quả sanh ra, chết đi về nhân quả lại không thấy, cho rằng có những linh hồn người chết, có những thần thánh quỷ ma. Cho nên Đức Phật dạy, con người là thừa tự nhân quả. Đã thừa tự nhân quả thì
thì làm sao có ma được, có thế giới linh hồn người chết được. Tất cả các tôn giáo khác đều không dán màn vô minh này, nên tôn giáo nào cũng xây dựng thế giới siêu hình có thật. Và vì thế, cuộc đời này đã làm mất đi sự công bằng và công lý của loài người. Người ta theo các tôn giáo thì được cứu rỗi, được gia hộ. Còn ai không theo tôn giáo thì chẳng được ai cứu rỗi và gia hộ cả. Như vậy có bất công không? Chỉ có Phật giáo dám xác định thế giới siêu hình khách quan không có, mà có thế giới siêu hình chủ quan do từ tưởng ấm lưu xuất. Khi một người còn sống thì có, nhưng khi đã chết thì không có. Vì thế, Đức Phật cả quyết xác định thế giới siêu hình là do tưởng tri sản xuất sanh ra, chứ không có thế giới thật. Tưởng tri chứ không phải liễu tri. Có cõi trời không? Câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: Kính thưa Thầy, trời có phải là một trong sáu nẻo luân hồi? Nếu làm thiện tương xứng sẽ sanh ở đó. Trong kinh có nói 18 tầng trời hoặc 36 cõi trời. Xin Thầy chỉ cho con rõ. Đáp: Sáu nẻo luân hồi chỉ là một sự diễn biến nhân quả nghiệp báo do con người và chúng sanh vì vô minh tạo ra mà phải gánh chịu. 18 tầng trời chỉ cho 18 trạng thái thiện, 36 cõi trời chỉ cho 36 pháp thiện. Ví dụ, Thầy nhập sơ thiền, tức là Thầy đã ở cõi sơ thiền thiên. Nhập không vô biên xứ tưởng, tức là Thầy đã ở cõi không vô biên xứ thiên. Nhập nhẫn nhục, tức là Thầy đã ở cõi đâu xuất thiên. Như vậy, có phải đợi chết rồi mới sanh về đó đâu? Chỉ cần thực hiện diệt một ác pháp, tăng trưởng một thiện pháp là sanh vào cõi trời đó ngay liền. Nhưng con phải hiểu thiện pháp có rất nhiều, nên có 33 cõi thiện pháp mà trong kinh gọi là 33 cõi trời. 33 cõi trời tức là 33 trạng thái thiện pháp. Đó là một trạng thái giải thoát của tâm. Khi tâm đã đạt mức độ thiện ở đó thì tương xứng với cảnh giới thiện ở đó. Có hiểu được như vậy mới hiểu được đạo Phật. Dù cho có các cõi trời thật sự đi nữa mà tâm chẳng thiện thì cũng chẳng có ích lợi gì cho chúng ta, phải không hỡi con? Dù cho không có các cõi trời đi nữa mà tâm chúng ta sống trong thiện pháp thì tâm chúng ta cũng được an vui hạnh phúc như thường. Và như vậy không phải sống trong cõi trời sao? Chứ đâu phải chết mới được sanh về đó. Chết được sanh về cõi trời đó là một ảo tưởng, một giấc mộng mơ hồ của những người thiếu óc thực tế khoa học, vô minh, không sáng suốt, bị các tôn giáo lừa đảo. Sống đang ở trong cõi trời thì chết về đâu, các con có biết không? Hỏi tức là trả lời. Do thế, ngay từ trong cảnh sống ở thế gian mà người nào biết ngăn ác, diệt ác pháp thì người ấy đang sống trong thiên đàng, chứ không phải thiên đàng ở cõi giới nào cả. Thế giới siêu hình thiên đàng là do các tôn giáo dựng lên, chỉ là một cảnh giới do tưởng ấm sanh ra để an ủi tinh thần của những người yếu đuối đang gặp khổ đau tai nạn, để nuôi hy vọng làm thiện được sanh về đó. Người tu sĩ đạo Phật vì thấu rõ nhân quả nghiệp báo nên tự lực cứu mình bằng cách sống trong thiện pháp. Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đây là lời kêu gọi thiết tha do lòng đại từ bi của Đức Phật đối với chúng ta. Nói đến thế giới thì chúng ta phải nói đến sự duyên hợp. Có nhiều duyên hợp lại mới thành thế giới. Vì thế một thần thức, thức ấm, đơn độc không thể là thế giới được. Vì thế giới hữu hình không có thì thế giới siêu hình và linh hồn cũng không có. Ví dụ, chúng ta lấy một cây cột mà bảo rằng là cái nhà thì không thể được.
vì cái nhà phải có nhiều duyên hợp lại như cột kèo, cửa sổ, cửa cái, vách, đòn tay, ngói, gạch hợp lại thì mới gọi là cái nhà được. Tóm lại, thế giới siêu hình không có, mà chỉ có những trạng thái từ trường thiện, ác pháp của nhân quả đang phóng xuất theo thân hành, khẩu hành và ý hành của sự vận hành nhân quả. Chánh kiến. Câu hỏi của Từ Tuệ. Hỏi: Kính thưa Thầy, con kính trình Thầy những vấn đề con nhận thức được sau thời gian được Thầy chỉ dạy, và cả những câu hỏi xin Thầy giảng dạy để con thấu hiểu hơn. Một, Thầy dạy câu: chỉ có tâm ly dục mới hiểu được mình, được người bằng chánh kiến. Con đã suy tư và nhận thấy tâm không ly dục ly ác pháp là tâm còn dẫn đục, đen đúa, ví như cái kiến đen mà còn bị chà xước, làm sao thấy được người đúng như thật. Tâm ly dục là tâm trong sáng như pha lê, thấy người như thật có và thấy mình như thật có. Con nghĩ như vậy có đúng không thưa Thầy? Đáp: đúng vậy, con đã hiểu những lời Thầy dạy. Mặc dù các kinh có giải thích về chánh kiến, thấy thân, thọ, tâm, pháp là vô thường, khổ, không, vô ngã, thấy 12 nhân duyên hợp là thế giới khổ, thấy 12 nhân duyên rã là hết khổ, thấy thân ngũ uẩn không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, thấy biết đúng như vậy gọi là chánh kiến. Chánh kiến ở đây là giải nghĩa chánh kiến, chứ không phải chánh kiến trong bát chánh đạo, vì chánh kiến trong bát chánh đạo là lớp học đầu tiên của Phật giáo trong 8 lớp. Tuy dựa theo các kinh để hiểu biết, nhưng không phải như vậy. Vì thế, tâm vẫn còn chấp ngã, tham, sân, si, vẫn đầy dẫy, thì làm sao gọi là chánh kiến được? Chỉ khi nào tâm ly dục, ly ác pháp, thì mới thấy thân, thọ, tâm, pháp, vô thường, khổ, không, vô ngã như thật, chánh kiến. Tóm lại, khi nhìn thấy hình sắc xấu, tốt, cũng như khi nghe âm thanh thuận tai, chướng tai, khi cảm giác êm ấm, thoải mái, dễ chịu, khi ngửi một mùi thơm hay thối đều không có chướng ngại thân tâm, thì đó là chánh kiến. Khi lục căn tiếp xúc lục trần không dính mắc là chánh kiến, tức là một sự hiểu biết mà không có khổ đau, đó là chánh kiến. Một sự hiểu biết mà không có sự dối trá, gian xảo, không có sự lừa đảo, lường gạt, không có sự phi đạo đức, thì đó là chánh kiến. Một sự hiểu biết mà không có ảo tưởng, trừu tượng, không có tưởng tri, thì đó là chánh kiến. Ví dụ, không có thế giới siêu hình mà cho rằng có là không phải chánh kiến. Không có cực lạc, tây phương, không có thiên đàng mà cho rằng có là không có chánh kiến. Không có thần thức, không có linh hồn, không có Phật tánh, không có đại ngã, không có tiểu ngã, không có bản thể dạng hữu mà cho rằng có, đó là không có chánh kiến. Chánh kiến nơi đâu thì nơi đó có đời sống giới luật, nơi đâu có đời sống giới luật thì nơi đó có chánh kiến, nơi đâu sống đời sống phạm giới, phá giới thì nơi đó không có chánh kiến. Nơi đâu có chánh kiến thì nơi đó có tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Và vì vậy, nơi đó có sự giải thoát của đạo Phật.